cái ý nghĩa quan trọng tại sao tại vì các bạn sẽ thấy là gì cái nguyên nhân á gây tử vong mà được quy cho gây mê thì trong đó các bạn thấy là có 30% nó liên quan tới cái chuyện là cái người uh, bác sĩ gây mê người ta không có đánh giá đầy đủ không có tiên lượng trước cái nguy cơ mà nội khí quản khó mà các bạn biết rồi á là khi mà chúng ta đã tiến hành khởi mê cho người bệnh như cái bài bữa trước mình học về gây mê nội khí quản các bạn đã chích thuốc mê rồi các bạn đã chích thuốc giãn cơ rồi mà bệnh nhân không có thở tức là lúc đó bệnh nhân đã hoàn toàn mất đi cái chuyện tự thở và cái chuyện mà mình thông khí được cho bệnh nhân để cung cấp oxy cho bệnh nhân nó sẽ giúp cho bệnh nhân là gì giữ được cái oxy trong máu ha còn trong tình huống là gì các bạn đã chích hết thuốc mà các bạn không có thông khí được cho bệnh nhân thì đó mới là một cái thảm họa nó giống như là chuyện là các bạn bóp cổ bệnh nhân nha bệnh nhân không có một uh, tí oxy nào hết tại vì bệnh nhân đã bị ức chế hết hô hấp và các bạn lại không có thông khí được cho bệnh nhân thì cái kết cục là gì thiếu máu nuôi nha mà các bạn biết thiếu máu nuôi uh, thiếu oxy nè thiếu máu nuôi nè Thì cái cái não của mình chịu được không Chắc chắn là không được ha. Rồi cho dù các bạn có cố gắng các bạn cpa này nọ. Nếu may mắn có lại được tim. Nhưng có ai đảm bảo được cái não bệnh nhân không? Chắc chắn là không. Rồi bởi vậy là gì? Khi mà các bạn đã học về gây mê hồi sức. Thì uh, cái vấn đề là kiểm soát đường thở được đặt lên hàng đầu được đặt lên hàng đầu ha và cái chuyện này là cái chuyện mà cái người bác sĩ gây mê sẽ phải đánh giá mỗi ngày khi mà đi khám tiền mê khi tiếp nhận bệnh tại phòng mổ để chuẩn bị gây mê là điều đánh giá cái này hết không kể cả gây mê nội khí quản hoặc là gây tê tủy sống đều phải đánh giá bởi vì lỡ tình huống là gì mình gây tê thất bại đúng không là bệnh nhân còn đau không có mổ được thì mình phải có một cái giải pháp một cái kế hoạch B tức nghĩa là mình phải cho bệnh nhân ngủ có nhiều tình huống mình phải gây mê nội khí quản cho bệnh nhân do đó là gì kể cả gây tê các bạn thấy là mình vẫn phải đánh giá chuyện đường thở rồi thì các bạn thấy khi mà nói tới cái chuyện kiểm soát đường thở thì nó sẽ liên quan tới các cái vấn đề là đặt nội khí quản khó hoặc là thông khí qua mặt nạ khó ha thì ngay từ cái tên gọi là các bạn đã thấy nó có sự khác biệt. Thông khí qua mặt nạ khó tức nghĩa là gì? Chuyện mà các bạn uh, cầm mask, các bạn thông khí cho người bệnh. Tại vì mình học cái bữa, mình học là gây mê nội khí quản rồi. Nó có cái giai đoạn là gì? Mình thông khí cho bệnh nhân qua mặt nạ ha. Thì ở đây cái, cái khái niệm thông khí qua mặt nạ tức nghĩa là các bạn up mask cho bệnh nhân, các bạn thông khí cho bệnh nhân không có được. Rồi đó là một cái khái niệm còn khái niệm thứ hai là gì đặt nội khí quản khó tức nghĩa là gì các bạn đã thông khí cho bệnh nhân được ha nhưng mà tới khi các bạn đưa cái lửa đèn vào đèn soi thanh quản vào để các bạn đặt nội khí quản thì vì lý do abc các bạn không đặt được cho bệnh nhân thì nó lại thuộc cái khái niệm là đặt nội khí quản khó thì các bạn thấy là gì hai cái vấn đề này các bạn thấy là cái tỷ lệ mà khó khăn thực sự á, nó rất là thấp nó rất thấp chẳng hạn như đối với đặt nội khí quản nó là 1 phần 50 còn nếu mà không thể đặt được nội khí quản thì nó càng thấp hơn nữa đó là 1 phần 200 cho tới 1 phần 1.500 vậy thì các bạn đi lâm sàng các bạn thấy là mỗi ngày cái người bác sĩ gây mê người ta thông khí cho bệnh nhân người ta đặt nội khí quản cho bệnh nhân ha. thì nếu cái người đó là một người bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm đã được huấn luyện đặt nội khí quản thì cái chuyện đối mặt với chuyện đặt nội khí quản khó hoặc là thông khí qua mạnh là khó này nè nó rất hiếm gặp còn đối với một bác sĩ mới tốt nghiệp chẳng hạn như các bạn đi y 6 xong rồi các bạn tốt nghiệp các bạn lựa chọn đi về game hồi sức ha thì ngay những cái thời gian đầu tiên các bạn tiếp cận với game hồi sức các bạn đặt nội khí quản cho bệnh nhân thì dĩ nhiên các cái tỷ lệ này nó sẽ tăng Đối với những bác sĩ mới chống các bạn Bởi vì mình chưa thành thạo về kỹ năng ừ. Do đó là gì Nếu một người Mà kết luận là gì Cái nào tôi đặt nội khí quản Nó cũng khó hết Thì mình nên đặt dấu chấm hỏi là Cái kỹ năng của họ như thế nào Bởi vì Cái nghiên cứu, cái thống kê của người ta Nó rất là thấp những cái tỷ lệ này à. Do đó Khi các bạn đi 2 tuần Ở phòng mổ gần như rất Ít khi gặp những tình huống này. Đúng không? Nên đừng có thắc mắc là tại sao về lý thuyết. Mình có nội khí quản khó. Mà đi lâm sàng mình không gặp. Bởi vì nó rất là thấp. Rồi. Uh, mình thấy được cái tầm quan trọng đó. Vậy thì khi mà mình đánh giá đường thở. Mình cũng phải đánh giá những vấn đề gì. Thì các bạn thấy ha. Uh, theo cái khuyến cáo. Cái này là những cái khuyến cáo được cập nhật mới nhất. Về cái kiểm soát đường thở thì các bạn sẽ thấy cái chuyện mà mình đánh giá đường thở đó nó sẽ được uh, bắt đầu từ đâu từ khi mà các bạn chăm sóc gây mê tức nghĩa là khi các bạn uh, khám tiếp nhận khám và đánh giá bệnh nhân là các bạn đã đánh giá ngay từ thời điểm đó rồi chứ không phải là đợi đến lúc bệnh nhân vô tới phòng mổ các bạn mới đánh giá bởi vậy nó mới có cái khái niệm là gì khám tiền mê ha rồi thì cái chuyện mà đánh giá đó nó cần phải được uh, đảm bảo là gì cái việc mà các bạn đánh giá nguy cơ đường thở được thực hiện bởi cái người chịu trách nhiệm kiểm soát đường thở đó là cái điều mà lý tưởng nhất tức nghĩa là cái người khám là cái người trực tiếp làm cho bệnh nhân là lý tưởng nhất bởi vì người đó họ sẽ trong đầu họ sẽ có cái kế hoạch cho bệnh nhân đó ha còn về thực hành lâm sàng uh, do thứ nhất là số lượng bác sĩ gây mê nó không có tông bằng với cái số lượt bệnh nhân đi mổ. Do đó là vì cái công tác khám tiền mê của mình được phân chia. Ha, thí dụ ngày hôm nay anh được phân công là đi khám tiền mê cho những cái uh, ca mổ ngày mai. ha thì anh sẽ là cái người đi khám và người đánh giá của ngày hôm nay. Tuy nhiên khi mà bệnh vào tới phòng mổ ngày mai á, thì có nhiều phòng mổ ha, thì mỗi phòng sẽ được phân bệnh vào và mỗi cái phòng đó sẽ được uh, sẽ có bác sĩ gây mê của phòng đó phụ trách vậy thì nó sẽ rơi vô tình huống là gì cái người khám không phải là người trực tiếp làm nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là cái người bác sĩ mà làm trực tiếp ngày 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 hôm sau á người ta không có nắm được vấn đề người ta vẫn nắm bởi vì sao bởi vì khi mà anh đi khám tiền mê anh đã nốt lại những cái ghi chú tức nghĩa là bệnh nhân đó sẽ có những cái vấn đề gì có những cái dấu hiệu gợi ý của thông khí qua mặt nạ khó hay không có những cái gợi ý là đặt nội khí quản khó hay không thì khi anh đã nốt lại như vậy thì cái người mà ngày hôm sau á người ta tiếp nhận bệnh đó người ta sẽ lật và lật ra hồ sơ coi lại tờ khám tiền mê bữa hôm trước ha thì người ta sẽ phát hiện những vấn đề đó rồi thì khi đó cái người mà bác sĩ trực tiếp ngày hôm sau người ta vẫn phải đánh giá lại bệnh nhân ngay tại thời điểm vào tới phòng mổ và người ta sẽ xem xét lại các cái thông tin mà mình đã cung cấp ha thì khi đó người ta có một cái nhìn chính xác hơn về cái ca đó cụ thể là gì, có những cái vấn đề gì và cần có kế hoạch nào. Hiểu không? Hiểu vấn đề ha. Do đó là gì? Về lý thuyết nếu là người khám là người trực tiếp làm bệnh nhân đó là lý tưởng nhất. Rồi. Và khi các bạn khám và đánh giá, các bạn có thể dựa vào rất nhiều yếu tố, các bạn có thể dựa vào cái hồ sơ y khoa nè. Rồi sau đó là gì? Các bạn đánh giá thông qua cái hình thể, thông tin hình thể của người bệnh. Chẳng hạn bệnh nhân đó là bệnh nhân béo phì, các bạn nhìn vô là các bạn thấy liền đúng không? Ha. Rồi. Rồi các bạn có thể đánh giá qua các cái đặc điểm lâm sàng chẳng hạn như ở đây là tiền sử nội khí quản khó, cái này các bạn có thể hỏi người bệnh, hỏi người nhà hoặc là tham khảo trong hồ sơ. Thì cái đó là cái uh, thực hành của nước ngoài. Còn ở Việt Nam nó sẽ có hạn chế là gì? cái chuyện ca đó là nội khiếu ảnh khó hình như là mà mình không có biết trước á thì gần như là chỉ có cái người bác sĩ gây mê bữa hôm đó làm mới biết thôi lúc đó bệnh nhân đã được cho thuốc rồi nên đâu biết gì hết đúng không và mình cũng có một không có một cái hệ thống gọi là số hóa điện tử nên là mọi cái thông tin liên quan tới bệnh nhân a trong cái cuộc mổ lần này tại bệnh viện x thì chỉ có hồ sơ của bệnh nhân tại bệnh viện x lưu tại bệnh viện x là ghi thôi đúng không còn thí dụ đợt sau bệnh nhân đi qua một cái bệnh viện y mổ thì các bạn có lấy được thông tin từ x đưa qua y không cùng lắm mình chỉ có một cái tờ giấy xuất viện ha. và các bạn thấy là thông tin trên tờ giấy xuất viện của mình thường là gì chẩn đoán là cái gì ha. điều trị là cái gì phương pháp điều trị là cái gì ở trong đó nó có một cái nào mà ghi chú lại là ở uh, bệnh nhân có tiền căn dị ứng với thuốc A, B, C hoặc là bệnh nhân có tiền căn là nội khí quản khó không? Gần như mình bị miss những cái thông tin đó. nha Bởi vậy là gì? Cái này nó mang tính tham khảo nhưng mà về tương lai dĩ nhiên mọi người đang cố gắng để đi theo cái hướng là gì? Một bệnh nhân vô tới mình mình chỉ cần lên một cái hệ thống là mình có thể list được các cái thông tin của người bệnh. Nha từ uh, nhỏ cho tới bây giờ hiện tại đúng không đã từng điều trị ở đâu và điều trị cái gì chúng đoán là cái gì thì cái đó là cái tương lai của mình hướng tới rồi ngoài ra khi mà các bạn đánh giá các bạn còn có thể dựa vào các cái test chẩn đoán là các bạn có thể dựa trên hình ảnh học các bạn có thể hỏi phỏng vấn gia đình người bệnh tức là nhiều khi bệnh nhân không biết vấn đề đó nhưng mà người nhà người ta có nắm ha rồi hoặc là các bạn dựa vào các cái bản trả lời câu hỏi các bạn có thể soạn sẵn những cái phiếu ha, cái cái uh, trong cái bộ hồ sơ đi mổ của bệnh nhân nó sẽ có một cái tờ phiếu bệnh nhân tự khai thì trong đó sẽ có những cái nội dung liên quan tới cái chuyện là uh, chẩn đoán uh, bệnh nội khoa của bệnh nhân là cái gì bệnh nhân đang điều trị thuốc gì ha trước đó có mổ cái gì chưa có những cái vấn đề gì thì cái đó là một cái bản tự khai của người bệnh tuy nhiên khi cái người bác sĩ gây mê đi khám vẫn phải hỏi lại những cái vấn đề đó. Nha. Rồi về tiền sử các bạn sẽ thấy mình có thể uh, đánh giá, thăm khám, hỏi những cái vấn đề liên quan tới đường thờ khó bẩm sinh. Ở đây là các cái hội chứng, Nha. các cái hội chứng đau chẳng hạn như là hội chứng đau. Các bạn nhìn vô là các bạn đã thấy cái vẻ mặt rồi đúng không? Đã bất thường rồi hoặc là cái pierobin hoặc là clipofell thì đó là những cái bức thường bẩm sinh thì những slide sau sẽ có hình ảnh cho các bạn minh họa dễ hình dung được hoặc là các bạn uh, hỏi bệnh sử các bạn phát hiện những cái vấn đề đường thở liên quan tới chuyện là đường thở khó mắc phải chẳng hạn như bệnh nhân uh, khai là có phẫu thuật vùng hàm mặt chẳng hạn đúng không à, bệnh nhân có chấn thương vùng hàm mặt uh, mới phẫu thuật gần đây và cái chuyện mà các bạn Uh, thăm khám các bạn thấy uh, hạn chế cái chuyện mà há miệng của người bệnh Mà cái đó là không phải là do dị tật bẩm sinh Mà là do cái uh, có thể là gì tai nạn giao thông Đúng không? Thì cái đó là cái mà đường thở khó mắc phải của người bệnh Rồi Hoặc là liên quan tới cái chuyện điều trị Có thể là xạ trị vùng cổ nè Hoặc là phẫu thuật vùng thanh quản ha Thanh khí quản rồi hoặc những cái vấn đề liên quan tới gây mê trước đây ghi nhận trong hồ sơ như hồi nãy giờ mình nói Nếu mà có ghi nhận là tốt Mà gần như những thông tin sẽ bị miss Do đó người bác sĩ gây mê là có nhiệm vụ là gì? Nếu nghi ngờ phải cố gắng khai thác ha, Thì cái đó phụ thuộc vào cái nghệ thuật của cái tầng người Của mỗi người mà đi khai thác bệnh Rồi Rồi hình ảnh về những cái bức thường ha như là cái liberal fail thì các bạn sẽ thấy là gì? So với một cái người bình thường, nó có thể là ở trẻ nhỏ hoặc ở người lớn thì các bạn dòm cái hình ở người lớn các bạn thấy là gì so với một người bình thường thì sao? Gần như là gì? Các bạn yêu cầu người bệnh mà di động cuộc sống cổ, ngửa cổ tối đa các bạn thấy là họ có làm được không? Đúng không ha? Rõ ràng là gì? Cái khoảng cách này nó rất là ngắn. Thì cái này là một trong những cái đặc điểm gợi ý cho các bạn là gì? Đường thở khó. Ha, đường thở khó đây có thể là thông khí khó, có thể là đặt nội khí quản khó, nó gồm cả hai cái đó luôn ha. Mình sẽ phải phân biệt. Rồi, còn về uh, mỗi cái hội chứng này nó sẽ có những cái đặc điểm bẩm sinh thì các bạn tìm chi tiết trên trên mạng đều có hết ha thì chủ yếu là show cái hình ra để cho các bạn thấy à so với người bình thường nó sẽ có những cái yếu tố gì đó thì ở ca này các bạn sẽ thấy là gì cầm giáp rất là ngắn còn ở trẻ nhỏ các bạn thấy gần như là không thấy cái cổ đâu hết đúng không nó giống như là bị dính lại luôn thì những cái ca này các bạn thử tưởng tượng mình thông khí cho người bệnh qua mặt nạ phải ngửa đầu nâng cầm đúng không có làm được không chắc chắn là không à. rồi thì tương tự các bạn sẽ thấy ở trẻ nhỏ thì có nhìn có vẻ cũng bình thường lắm đúng không? Ha. Nhưng ở người lớn kế bên cái hình kế bên các bạn sẽ thấy là gì? Cái cầm dưới này nó có vẻ như là nó sẽ lẹm, ha. nó ngắn dẫn tới cái chuyện là khoảng cách từ cái cầm tới cái sụn giáp của người bệnh ha. cũng ngắn theo luôn. Thì cái này cũng là một trong những cái tiêu chuẩn gợi ý là nội khí quản khó rồi tất nghĩa là gì cầm lẹm nè răng ở hàm trên thì có vẻ hô ra trước đúng không đó rồi chiccolin thì sẽ có những cái đặc điểm bẩm sinh các bạn sẽ thấy là gì nó có bất thường cái cấu trúc khu vực vùng hàm mặt này thì chắc chắn là gì cái bên trong hầu họng nó cũng không thể nào nó như một người bình thường. À, vậy nên khi các bạn khám và các bạn đánh giá, các bạn nhìn vô cái hình thể bên ngoài và cái chuyện đầu tiên đập vào mắt mình á, các bạn thấy có những cái đặc điểm bất thường thì các biện các bạn phải cảnh báo, đúng không? Các bạn phải cảnh báo thì uh, mình mới có một cái kế hoạch bởi vì các bạn nghĩ tới đó thì các bạn mới có cái hướng. Nó giống như cái chuyện mà các bạn chẩn đoán và điều trị á, các bạn phải nghĩ tới cái chẩn đoán đó thì các bạn mới đi tìm nó, đúng không? rồi thì cái này cũng tương tự nguyên nguyên lý như nhau ha các bạn nhìn vô cái hình thể ngoài các bạn thấy là bất thường rồi thì dĩ nhiên các bạn phải báo động là lưu ý nội khí quản khó hoặc là lưu ý uh, thông khí và mạng là khó thì khi đó các bạn phải đi tìm thêm những cái yếu tố khác để củng cố cho cái chuyện kết luận của mình là gì ca này là nội khí quản khó hoặc là thông khí và mạng là khó yeah. rồi thì sau khi mình hỏi về các cái bệnh sử các bạn qua cái bước là các bạn thăm khám thì nó cũng gồm những cái vấn đề xoay quanh như là các bất thường về đặc điểm giải phẫu hoặc là những cái bất thường mà mắc phải như là có sẹo mổ cũ hoặc là bệnh nhân khai là uh, trước đó có mổ vùng thanh quản khí quản hoặc là các bạn thấy bệnh nhân bị bỏng vùng 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 hàm mặt ha vùng cổ các cái sẹo bỏng á nó uh, lành rồi tuy nhiên là gì nó co kéo Đấy không thì những cái vấn đề Ờ, những cái đặc điểm đó nó gợi ý cho bạn là gì coi chừng nội khí quản khó ha ngoài ra tại vì khi mình thăm khám các bạn ngoài các cái đặc điểm đó ha các bạn vẫn phải khám thêm tình trạng răng nè tình trạng răng miệng ở đây ha bởi vì bữa trước mình học nội khí quản cái nội khí quản các bạn thấy cái phần mà biến chứng á nó liên quan tới cái chuyện là gì từ ngoài vào trong đúng không môi này nú nè răng nè à, thành sao họng nè rồi thì trong cái tình huống là gì bệnh nhân mất răng bệnh nhân mất răng ha giống như ở nhà mình có những ông bà lớn tuổi các bạn sẽ thấy là gì khi mà mình lấy cái hàm răng à, hàm răng giả ra đó các bạn thấy là gì cái miệng có khuynh hướng là gì mớm vô giống vậy nè à. vậy thì trong tình huống đó các bạn đặt cái mặt nạ lên các bạn thông khí các bạn theo các bạn là nó sẽ dễ hay khó bình thường mình có răng đầy đủ nè nó giống như là một cái thành để các bạn tự cái mặt nạ lên đúng không nha còn bây giờ mất hết răng các bạn đặt cái mặt nạ lên các bạn nâng cằm nâng lên thì sao cái hàm dưới nó khuynh khuyên hướng là gì quặp vô nữa đúng không vậy thì nó sẽ có khuynh hướng thở cái mặt nạ nên những ca đó các bạn thông khí lúc nào các bạn cũng thấy là gì cái bóng nó bị xì hết, bị xẹp. Lý do là mặt nạ nó bị hở. Nha. Thì để thông khí cho những trường hợp đó các bạn phải đặt một cái uh, ống thông mũi hào là cái airway á. Các bạn phải đặt vô rồi các bạn phải nhét như thế nào, chêm như thế nào đó để cho hai bên này nó không bị hở nè. Thì cái đó là một cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của cái người làm nếu mà các bạn làm nhiều các bạn sẽ có kinh nghiệm xử trí những vấn đề đó rồi hoặc khi các bạn khám là gì người ta không có mất hết răng người ta còn răng nha tuy nhiên là những cái răng đó là những cái răng mà hư tổn có thể là những cái răng mà các bạn thấy là gì nó không có uh, rớt ra hết mà nó còn một cái góc nó còn cái góc và cái góc đó tức là nó còn một mảnh dính vào trong cái nướu và cái mảnh đó các bạn đánh giá là nó rất là sắc nhọn cái bằng lấy tay sờ vô là cái bạn cảm giác nó rất là sắc ha Vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà chúng ta đặt nội khí quản không trong tình huống vẫn còn răng mà răng nó bị thưa Tức nghĩa là cái có cái không ha và những cái răng đó nó uh, bị gãy không đều chứ nó không phải là mất hết răng ha? nếu mà nó rớt ra hết mình không nói rồi Cái này là gì răng vẫn còn chân răng vẫn còn Tuy nhiên là răng bị gãy ha nó bị mẻ răng đi, các bạn sờ vô nó rất là sắc nhọn đi. Thì những tình huống đó theo các bạn là khi mình đặt nội khí quản mình có lưu ý gì hay không? Chính xác hơn là trong cái trên cái ống nội khí quản cái đầu ống nó có cái bóng đúng không? Nha. Còn cái phần thân đuôi ống á nó nó sẽ gắn với một cái cuff. Khi các bạn bơm cái cuff đó lên thì cái bóng ở trên đầu ống nội khí quản nó sẽ căng lên. Cái bóng đó nó rất là mỏng. Trong quá trình mà các bạn đưa cái ống nội khí quản qua cái miệng của bệnh nhân á. À, qua cái khe miệng á. Thì nếu cái răng mà nó quá sắc nhọn. Thậm chí là gì. Lướt qua một cái là nó làm rách cái bóng đó. Nhưng mà mình lại không để ý. Thì đến khi mà các bạn đưa được cái ống nội khí quản vào. Đặt được rồi ha. Các bạn bơm cái cốp lên. Nhưng mà cái cốp nó cứ xẹp hoài. Lý do. Cái bóng bị rách rồi. Nha thì cái này cũng là một trong những cái gợi ý để các bạn lưu ý vấn đề đó. Ừ. Rồi ngoài ra là gì, mình vẫn phải thăm khám những cái uh, đặc điểm khác nhé. Chẳng hạn như là gì, một bệnh nhân có để râu cái vùng hàm mặt mà để theo kiểu là rất là dày, thì khi các bạn khám đánh giá nãy giờ mình có nhắc tới những cái vấn đề chẳng hạn như cầm lẹm đúng không hoặc là răng hô nhưng mà đối với những bệnh nhân đó cái bộ rau đó nó, nó che giấu đi cái đặc điểm đó rồi thì các bạn có đánh giá chính xác được hay không không đánh giá được bởi vì nó đã che đi đặc điểm đó ha rồi còn nếu mà rau thưa thưa rau ít thì anh không nói anh đang nói tới tình huống là gì rau rất, rất là dài chẳng hạn giống như ở phương Tây chẳng hạn giống như hình ảnh ông già Noel những bệnh nhân đó nếu mà các bạn khám các bạn có quyền yêu cầu người ta cạo hết cái bộ râu đó đi không không có không có cái yêu cầu đó được ha tại vì nó không dính dáng gì hết vậy thì cái chuyện mà mình đánh giá nó sẽ không chính xác bởi vì nó sẽ che giấu đi đặc điểm của người bệnh rồi thì cái đó là cái mà các bạn phải lưu ý rồi khi các bạn khám uh, đánh giá đường thở nó sẽ có những cái test thì một trong những cái test mà thường gặp nhất ở đây là test Malampati. tức nghĩa là gì các bạn sẽ đánh giá uh, bằng cách là quan sát trực tiếp người bệnh ha người bệnh sẽ ngồi đối đối diện với các bạn các bạn sẽ yêu cầu là gì người bệnh há há miệng lớn ha và le lưỡi thì các bạn sẽ thấy mình sẽ cần quan sát cái gì như là cái hình này đối với test Malampati người ta sẽ chia ra làm bốn độ như trên trên bảng ha một hai ba bốn thì khi mà các bạn yêu cầu người bệnh ngồi há miệng lẹ lưỡi để các bạn đánh giá thì các bạn cần quan sát những đặc điểm nào thứ nhất là gì lưỡi gà a à, trụ amidan hai bên rồi thành sau họng có khẩu cái mềm vào phía trước này là khẩu cái cứng nha thì nếu bệnh nhân há miệng mà các bạn thấy rõ mồm một, một các cái cấu trúc như thế này thì các bạn kết luận ra đó là malampati độ 1 ha nó đơn thuần là gì các bạn áp dụng áp cái cái à, lý thuyết vô thôi nó không có khó khăn cái chuyện đánh giá này còn qua tới độ 2 các bạn sẽ thấy là gì cái hình ảnh này có vẻ không chính xác cho lắm ha. Ờ, qua tới độ 2 các bạn sẽ thấy là cái lưỡi gà của người bệnh á. Khi mà người bệnh há miệng lớn hết cỡ các bạn không thể nào thấy được cái cái chớp ở phía trước này hết mà cái đáy lưỡi nó sẽ che bớt một phần sẽ che bớt một phần của cái lưỡi gà ha. Còn qua tới cái uh, Malampati độ 3 tức nghĩa là gì? Các bạn nhìn vô các bạn không thấy cái lưỡi gà các bạn thấy được uh, một Tí thành sao họng và cái khẩu cái mềm ừ. Còn qua tới độ 4 là gì Gần như không thấy được những cái cấu trúc Mà nãy giờ mình nói chỉ thấy được đúng Cái khẩu cái cứng là gì Giống như cái sàn trên này nè ha, Mình chỉ thấy được cái đó thôi Thì nếu nó rớt vô là Malampati độ 3 độ 4 Thì đó là cái mà mình phải báo động Là ca đó Nguy cơ nội khí quản khó Rồi. Quay lại Quay lại cái này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ghi chi tiết hơn ha. Mình sẽ nhìn vào đây để mình uh, đọc cái phân độ. Tuy nhiên nếu mình mình chỉnh qua cái hình mình nhìn thì mình sẽ nhớ hơn, dễ nhớ hơn ha. Rồi, thì các bạn thấy là gì? Nếu Malampati độ 3, độ 4 nè, nó kết luận là gì? Tăng nguy cơ nội uh, soi thanh quản khó. Soi thanh quản khó tức nghĩa mình đưa lưỡi đèn vào đó. ha thì cái nguy cơ mà sôi thanh quản khó nó sẽ tăng lên trong trường hợp là mình khám đánh giá phân độ là rớt vô độ 3, độ 4. rồi và một cái uh, đánh giá quan sát trực tiếp khác nữa là gì các bạn đưa cái đèn soi thanh quản vào các bạn quan sát trực tiếp vùng thanh môn cái test malampati là gì các bạn chỉ là ngồi các bạn yêu cầu bệnh nhân há miệng các bạn đánh giá thôi các bạn chưa đánh giá à, không có can thiệp gì vô người bệnh hết ha còn đối với cái phân độ Còn mắt lihan này nè thì các bạn bắt buộc phải đưa được cái lửa đèn đèn soi thanh vãn quảng vào cái vùng hào họng để các bạn bộc lộ cái vùng thanh môn thì các bạn mới có thể phân độ được rồi thì nó cũng chia ra làm bốn độ thì uh, dễ hình dung nhất các bạn dòm trên hình ha đối với cái hình a này là cái hình ảnh mà các bạn soi trực tiếp vào thanh môn nếu mà đó là một trường hợp dễ thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái lửa đèn mình nâng lên mình sẽ thấy rõ là gì cấu trúc nắp thanh môn ở ở phía này ha. Cái à, anh đang đi di chuyển con chuột để các bạn thấy thì trên đây là cấu trúc nắp thanh môn nè. Ở đây là hai cái dây thanh màu trắng, giữa hai dây thanh là một cái khe thanh âm ha. Thì đối với một trường hợp là con mắt độ 1 thì các bạn đưa lửa đèn vô các bạn nâng lên thì các bạn dễ dàng thấy được cấu trúc này. Tuy nhiên uh, Đời không dễ như mình mơ ha Các bạn sẽ thấy có những tình huống Nó rớt vào cái hình B Có những tình huống rớt vào cái hình C Thì đối với mấy bạn mà Mới đi Về game hồi sức Mới thử, uh, tập cái kỹ thuật đặt nội khí quản Thì gần như các bạn rất dễ rớt vào Cái B và C Nha Thì các bạn thường các bạn sẽ kết luận uh, Cái đó nội khí quản khó Nhưng mà quay trở lại slide đầu tiên anh nói rồi ha Tỷ lệ khó nó không có cao rồi thì nếu các bạn là cái người mới mà các bạn thấy nó ở hình B và hình C thì một cái uh, nhắc nhở là gì mình chỉnh lại cái 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 lưỡi đèn giống như bữa trước anh có nhắc các bạn đó ha mình phải chỉnh lại cái lửa đèn coi là nó đúng vị trí hay chưa nó đúng trục hay chưa mình nâng có đúng kỹ thuật hay chưa thì thường nếu mà các bạn chỉnh lại hết thì có thể là nó sẽ về lại cái hình A À, tuy nhiên thì cái này đưa hình ảnh này đưa ra là để cho các bạn dễ hình dung sự khác biệt giữa các cái phân độ khi mà các bạn soi trực tiếp đối với hình ảnh độ B này các bạn vẫn đặt được nội khí quản ha bởi vì mình vẫn có những cái dụng cụ hỗ trợ đặt nội khí quản chẳng hạn như cái thâm nồng chẳng hạn như cái buji Coi lại bàn đặt nội khí quản hoặc mình sẽ có cái cái uh, exchange tức nghĩa là cái ống ống trao đổi thì mình vẫn có thể sử dụng những cái đó để mình đặt được Ở độ 3, à, ở hình B và hình C Còn đối với hình D, nó khó thực sự Các bạn hoàn toàn không thấy được cái cấu trúc nắp thanh môn Thì các bạn không thể nào ước chừng là gì Dưới nắp thanh môn là cái khe thanh âm Để các bạn có thể sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ đặt nội khí quản Nếu các bạn đưa vô, các bạn làm một cách mà các bạn chỉ thấy được cái hình D này thì khi đó làm gì gọi hỗ trợ gọi hỗ trợ đừng có loay hoay các bạn loay hoay các bạn xoay sở các bạn cố gắng các bạn đặt một lát ha. một lát cái vùng này á, nó sẽ trở nên là gì phù nề tăng tiết có thể là dịch ha. tăng tiết dịch có thể là máu do tổn thương niêm mạc rồi thì khi đó coi chừng là gì không có làm gì được cho người bệnh hết ha. còn nếu anh anh mà gặp tình huống này cái chuyện đầu tiên anh làm biết làm gì không rồi hỗ trợ lại chuyện bắt buộc rồi bước thứ hai là gì? Thông khí qua mặt nạ được không đã? À, bởi vì nếu các bạn không đặt được nội khí quản mà các bạn vẫn thông khí được cho người bệnh qua mặt nạ thì chắc chắn người bệnh đó sẽ được sống. Bởi vì là gì? Mình chỉ cần thông khí qua mặt nạ giúp cho người bệnh có oxy đến khi nào người bệnh tự thở lại được thì có phải sống không? Nha, à, còn sợ nhất là gì? vô thấy hình ảnh này lui cái cái đèn soi ra để cái mặt nạ vào up mask bóp bóng nhưng mà cái lòng ngực bệnh nhân không có di động không có thông khí được thì tình huống đó là thảm họa đó ha. tình huống đó là thảm họa rồi thấy được cái tầm nghiêm trọng của nó ha do đó là gì cái chuyện mà đánh giá đường thở trước khi mình khởi mê nó rất quan trọng Rồi ngoài ra còn có những cái test chẳng hạn như là gì? Test thăm khám khác các bạn yêu cầu bệnh nhân ha, há miệng các bạn đánh giá cái khoảng cách kẻ hở răng cửa nè. Các bạn đánh giá khoảng cách giữa cái răng cửa khi mở miệng tối đa nằm trên hàm dưới ha. Thì nếu nó có những cái tiêu chuẩn nếu nhỏ hơn 3 cm thì sao? Nó gây đặt nội khí quản khó. Ví dụ giờ các bạn tự há miệng hết cỡ các bạn thấy là gì? chắc chắn nó phải hơn 3 cm đúng không? Còn nếu bệnh nhân mà há hết cỡ mà không có mở hơn 3 cm chứng tỏ là gì? Há miệng hạn chế. Có thể là do bất thường cái khớp ha, có thể là do mắc phải tức nghĩa là gì? Bệnh nhân bị chấn thương lúc hàm mặt lúc trước, bệnh nhân có mổ vùng này. Vì lý do gì đó cái khớp này nó di động không có tốt nữa, nó bị cứng ha. Hoặc là có những bệnh nhân vào phòng mổ đợt này chỉ để mổ cái vùng hàm mặt thì những bệnh nhân đó gần như là gì cái chuyện này nè há miệng rất hạn chế lý do bệnh nhân đau bệnh nhân không há được ha còn trước đó là bệnh nhân vẫn há được thì đối với những tình huống như vậy thì các bạn chắc chắn trong đầu là gì khi mình cho thuốc uh, khởi mê mình cho thuốc giảm đau vô rồi bệnh nhân đỡ đau thì cái chuyện há miệng đó nó không còn bị hạn chế nữa ha thì nếu đúng tình huống đó thì các bạn yên tâm đúng không tại vì không há được do đau bây giờ mình cho thuốc giảm đau thì bệnh nhân há được đó là chuyện bình thường ha chỉ sợ là gì không há được do bất thường do cứng khớp chỗ này mắt phải nè thì khi đó các bạn phải báo động thì nếu ở đây người ta có một cái tiêu chuẩn là gì dưới 3 cm còn nếu mà các bạn khám thực sự là gì nó dưới 2,5 cm nữa thì không cần nói tới cái chuyện là đưa cái lưỡi đèn vào để các bạn đặt ngay cả cái chuyện mà các bạn đưa cái mặt nạ thanh quản vào để các bạn thông khí á các bạn không có đưa được qua cái miệng luôn không? Thì cái đó là một trong những cái mà các bạn lưu ý Rồi ngoài ra còn có những cái test khám khác Chẳng hạn như là gì Sự đưa ra của xương hàm dưới Di động của xương hàm dưới Ra phía trước ha Thì các bạn sẽ thấy nó chia độ ra A, B và C ba độ Đối với độ B và C Thì nó liên quan tăng nguy cơ soi thanh quản khó Thì thì độ B và C là cái gì Răng cửa hàm dưới có thể đưa ra nhưng không quá xa so với răng cửa hàm trên. là cái khớp cắn của của mình á mình đẩy được nó không mình đưa cái hàm dưới ra được tại vì hàm dưới là cái hàm di động hàm dưới là cái hàm di động khi mà các bạn thấy là gì ờ, các bạn tự làm được ha đưa cái hàm dưới ra phía trước được so với răng hàm trên còn nếu mà trong trường hợp mà không làm được cái động tác đó thì coi chừng cái đó là cái điểm gợi ý nguy cơ soi thanh quản khó rồi, ngoài ra các bạn sẽ thấy mình khám rất nhiều ngửa cột sống cổ, khoảng cách ức cầm, tức nghĩa là từ cầm tới xương ức của người bệnh. Hoặc một cái nữa là khoảng cách cầm giáp, ha, từ uh, cầm cho tới sùng giáp. Các bạn sẽ thấy là gì giống như hồi nãy những cái bất thường bẩm sinh á, các bạn ngửa cổ lên mà các bạn để ba khoăn ngón tay vào ha. Thường nếu mà các bạn không để được ba khoăn ngón tay thì nó bình thường nó sẽ trên 7 cm này tức nghĩa là các bạn bỏ dư sức ba khoảng ngón tay của người bệnh vô ha ướm vô được còn nếu trong tình huống các bạn ướm vô mà nó không vừa chứng tỏ là gì khoảng cách này nó bị rút ngắn rồi thì nếu mà nó ngắn hơn 6 cm ý nghĩa của nó là gì 75 phần sôi thanh quản khó ừ. giống như cái hình mà lúc đầu á giống như hình lúc đầu là chắc chắn các bạn để ba khoảng ngón tay của người bệnh không có vừa ở chỗ này đâu thì khi đó là gì? Nó là gợi ý. Khi các bạn khám cái khoảng cách cầm giáp ngắn dưới 6 cm mà các bạn khám cái test Malampati nó lại rơi vào độ 3 độ 4 nữa thì các bạn sẽ thấy là gì? Độ đặc hiệu và độ nhạy nó sẽ tăng lên. Thì khi đó là gì? Ca đó chắc chắn nội khí bạn khó đó chứ nó không phải là gợi ý nữa ha. Rồi về tiêu chuẩn thì hồi nãy mình nói là gì? Thông khí qua mặt nạ khó, nó sẽ khác thông khí qua à, nó sẽ khác cái tiêu chuẩn nội khí quản khó. Hai cái này mình không có lẫn lộn ha. Thì các bạn thấy là mình sẽ có một loạt các cái tiêu chuẩn của cái thông khí qua mặt nạ khó. Thì các bạn nhìn nhìn vào cái slide các bạn sẽ thấy là gì? Nó toàn là liên quan tới những cái vấn đề nãy giờ mình thăm khám là gì? đặc điểm hình thể có không có trong đây luôn ha tiền sử tiền căn nội khi bạn khó cũng là một trong những cái yếu tố tiêu chuẩn ở đây rồi các bạn hỏi các bạn uh, đánh giá tiền sử là bệnh nhân có ngủ ngáy bệnh nhân có ngưng thở khi ngủ hoặc là các cái đặc điểm các bạn thăm khám như nãy giờ mình nhắc là rậm râu mất răng ha. tóm lại là gì các bạn thấy một loạt các cái tiêu chuẩn ở đây đều là cái mà nãy giờ mình thu thập mình đánh giá và mình thu thập lại ha nếu các bạn thấy càng nhiều yếu tố thì cái nguy cơ thông khí qua mặt nạ khó càng cao mình khám rất nhiều bởi vì một chỉ riêng một yếu tố độc lập nó không có ý nghĩa phục vụ ở đây các bạn khám chỉ có một cái malampati mà các bạn kết luận ca đó là nội khí quản khó thì nó không đúng ha mà là gì nó yêu cầu những nhiều yếu tố để đưa đến một cái kết luận chứ không phải là chỉ một yếu tố duy nhất để đưa đến kết luận các bạn khám thấy malampati uh, độ 3, độ 4 thì các bạn cần phải đi khám tiếp những cái yếu tố khác những cái đặc điểm khác có cái gì nó ủng hộ cho cái chuyện là nội khí quản khó hoặc là thông khí hoạn Là khó của mình hay không ha. chứ mình không có dựa vào đúng một cái duy nhất malampati mà mình kết luận rồi Uh, khó thông khí và đặt SCA này tức nghĩa là gì? Dụng cụ trên thanh môn. Dụng cụ trên thanh môn thì những slide sau sẽ có hình ảnh minh họa cho các bạn. Thì nó cũng có tiêu chuẩn chứ mình không có nói khơi khơi ha. Thì tiêu chuẩn ở đây là gì? Hồi nãy mình nhắc tới là há miệng không quá 2,5 cm nè. Hoặc là ở trong miệng mình có các cái khối ở trong miệng trong hầu như là u lưỡi amidam béo phì răng không tốt thì những tình huống đó các bạn không thể nào các bạn đặt cái dụng cụ vào được thì nó là một trong những cái đánh giá không khí khó qua cái dụng cụ trên thanh môn rồi khó đặt nội khí quản nó chia ra tình huống là gì bệnh nhân tỉnh và bệnh nhân đã 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 được gây mê thì đối với bệnh nhân tỉnh nó sẽ có những cái yếu tố này góp phần làm cho cái chuyện đó nó trở nên khó khăn hơn chẳng hạn như là gì thiếu oxy bệnh nhân không hợp tác hoặc là cái người làm thiếu kinh nghiệm đúng không rồi mà môi trường không tốt hoặc là có máu dịch tiết trong đường thở giống như cái chuyện hồi nãy anh nói đó là các bạn tay nghề các bạn chưa có tốt các bạn bằng mọi giá các bạn đang nội khí quản với một cái niềm tin là gì tôi có thể làm được bằng mọi giá thế là các bạn cố gắng các bạn can thiệp cuối cùng là gì đặt thì không được mà cái vùng này Bốn dĩ bình thường trước khi các bạn đặt ha. sau một hồi cố gắng bốn năm lần gì đó nó phù nề hết thì kể cả cái người mà có kinh nghiệm nhất người ta nhảy vô người ta cũng không thể nào giúp các bạn được bởi vậy là phải biết cái giới hạn của mình ha. ở từng giai đoạn cái giới hạn của mình nó sẽ khác nhau đúng không thì mình biết giới hạn của mình để mình nhờ hỗ trợ ha. rồi rồi những cái thang điểm có thể là áp dụng ở cho bệnh nhân ở hồi sức, rồi thông khí qua mặt nạ và đặt nội khí quản ở trẻ em khó nè, thì ở trẻ em nó cũng có những cái tiêu chuẩn thì các bạn tham khảo thêm trên slide hoặc là khi mà các bạn muốn tiếp cận trực tiếp ở đây, tức nghĩa là gì mở khí quản á, à, thì nó cũng có những cái yếu tố gợi ý là gì, cái chuyện đó khả thi hay không, Ừm. Rồi ờ, Mình cũng có thể đặt nội khí quản Bằng cách là gì đưa đèn soi thanh quản vào Mình vẫn có thể đặt bằng các cái ống soi mềm Thì những cái slide sau anh sẽ giải thích cái này rõ hơn cho các bạn Thì những vấn đề này mình chỉ cần nắm thôi chứ mình không có cần phải thuộc lòng cái này ha cái này mấy bạn mà đi về sau đại học các bạn chọn chuyên ngành game hồi sức thì dĩ nhiên các bạn phải nắm vững còn đối với y 5 thì à, giới thiệu cho các bạn biết mình sẽ có những cái phương pháp, mình sẽ có những cái cách tiếp cận và một trong những cái đó là gì? Đặt nội khí quản bệnh nhân tỉnh bằng cái ống soi mềm. Rồi, đánh giá về đường thở. Ngoài những cái thăm khám, tiền hỏi về bệnh tiền sử, này, thăm khám, này, các bạn vẫn có thể dựa vào các cái hình ảnh học. các bạn nghi ngờ là gì? Bệnh nhân có đẩy là đường thở. Chẳng hạn như bệnh nhân khai là có cái bú giáp, Đúng không? Tiền căn là có uh, bú giáp Và các bạn khám các bạn thấy uh, Cũng có cái uh, phần giáp to thiệt đó Thì các bạn phải quan tâm tới cái vấn đề là gì Nó có ảnh hưởng gì đường thở của người bệnh hay không Bệnh nhân khai là gì Nuốt thức ăn Có cảm giác nghẹn Là, là mình đã thấy là gì Không vui rồi ha Chắc chắn là nó có ảnh hưởng đường thở rồi Hoặc bệnh nhân khai Bệnh nhân nằm ngửa Cảm giác ngạt thở nhưng mà nằm nghiêng có thể nghiêng trái hoặc nghiêng phải tùy ha thì thấy nó dễ chịu hơn thì rõ ràng là gì cái bú đó nó có ảnh hưởng đường thở của người bệnh thì nếu bệnh nhân khai những cái vấn đề đó ha, hoặc bệnh nhân không khai nhưng mà cái người bác sĩ gây mê có kinh nghiệm á người ta thấy à có cái phình giáp thì chắc chắn người ta phải xoáy vào những cái vấn đề mình quan tâm thì một trong những vấn đề đó là gì cái đường thở thì sẽ gợi sẽ hỏi bệnh nhân những cái gợi nãy giờ mình nói ha có ảnh hưởng tới cái tư thế tức là khó thở tư thế hay không có ảnh hưởng tới chuyện ăn uống nuốt nghẹn hay không nếu mà có thì coi chừng mình phải cho đi chụp CT mình phải cho đi đánh giá lại là nó có chèn ép đường thở hay không bởi vì có những tình huống các bạn thấy chụp cái phim X quang lên trước ha các bạn sẽ thấy cái đường thở của bệnh nhân cây khí quản nó bị kéo lệch qua một bên lý do là tại vì cái bú ở bên đó nó đẩy lệch ha. rồi hoặc là khi các bạn cho đi chụp cái CT vùng đầu mặt cổ Ờ, vùng cổ này nè các bạn đánh giá thì ct nó mô tả là à, cái bố đó nó chèn ép vô cái khí quản nó làm cho cái đường kính khí quản sẽ có những cái đoạn mà hẹp nhất là bao nhiêu và cái vị trí hẹp đó là ở đâu ha. thì cái đó là cái ý nghĩa rất quan trọng đối với người gây mê bởi vì nếu mà nó hẹp quá mà các bạn lựa chọn cái ống nội khí quản không có đúng kích thước các bạn đưa vào được nhưng mà tới cái chỗ hẹp đó cái ống nó quá bự không qua được thì sao mình đâu nhét vô được ha. Thì khi đó các bạn phải đánh giá trên CT là ở à, cái đoạn hẹp nhất đó 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 nó có nằm trên cái đường đi của cái ống nội khí quản của mình hay không? Nếu mà nó có nằm trên đường đi thì cái kích thước của cái ống lựa chọn mà mình lựa chọn nó có phù hợp, nó có qua được chỗ hẹp đó hay không để thông khí cho đặt cho người bệnh để thông khí cho người bệnh. Rồi, thì về cái lâm sàng là cái phản ứng của mình phải là như vậy. ha rồi về uh, phần thứ hai là các cái dụng cụ giới thiệu cho các bạn các cái dụng cụ kiểm soát đường thở thì uh, cái này các bạn đã được coi trong cái bài trước đúng không gồm có các cái mặt nạ các cái ống thông mũi hầu hoặc là ống thông miệng hầu rồi dụng cụ uh, cái bài này cái phần này anh sẽ chia ra hai phần là dụng cụ trên thanh môn và dưới thanh môn là lấy cái vị trí mà cái chỗ nắp thanh môn dây thanh là like cái vị trí làm móc phía trên đó trở ra ngoài có nghĩa là trên thanh môn từ đó xuống dưới cái khí quản của mình đó là dưới thanh môn chia như vậy để các bạn dễ nắm cái vấn đề thì đối với dụng cụ trên thanh môn thì nó sẽ có là các cái mặt nạ, các cái ống thông trên slide. Rồi và một cái dụng cụ khác đó là LMA mình hay gọi là mask thanh quản, mặt nạ thanh quản ha. Thì cái mặt nạ này nó sẽ có nhiều cái hình dạng thì một trong những cái đó là gì giới thiệu cho các bạn đó là cái mặt nạ pro Shield, là cái hình ảnh các bạn sẽ bắt gặp cho lâm sàng cái hình ảnh nó là hình ảnh bên này ha thì nó sẽ gồm hai phần một phần là gì cái mặt nạ màu cam cam này nè thì cái phần này nó trên thanh môn và mặt nạ thanh quản tức nghĩa là cái phần này các bạn hình dung nó sẽ áp sát vào cái thanh môn của người bệnh nó sẽ áp sát vào, vào thanh môn của người bệnh ha thì bắt buộc là gì các bạn mở miệng người bệnh ra các bạn đặt cái dụng cụ này vào thì cái dụng cụ này nó sẽ cái đích của nó đó nó sẽ nằm chẹn vô cái chỗ thanh môn ha và cái lỗ mở này nè nó sẽ áp vào cái thanh môn để nó thông khí cho người bệnh để lát không. chắc mấy slide sau có hình ảnh dễ hình dung hơn á. Rồi còn cái phần hai cái ống nồng này, một ống nồng nó sẽ gắn vào với cái bóng hoặc là cái hệ thống máy gây mê để các bạn thông khí. Ha. Còn cái ống nồng dài ở đây nè, các bạn thấy đây nè, cái ống này nó sẽ liên kết nối trực tiếp với cái ống nhỏ ở đây và đi ra cái ống lỗ mở của nó là ở chỗ này. Thì cái ống này nó có tác dụng gì? là thông qua cái ống này cái người bác sĩ gây mê người kỹ thuật viên người ta có thể đặt cái ống thông dạ dày à, có thể đặt cái ống thông dạ dày vào đây rồi từ đó là gì nó sẽ đi trực tiếp xuống đây và nó đi vào cái thực quản của người bệnh để các bạn uh... từ từ đúng rồi đặt ống thông dạ dày hoặc là gì cũng có thể đưa cái ống hút để người ta đưa vô đây để người ta hút cái cái dịch ở trong uh, thuật quản của người bệnh ha còn cái nòng ở bên đây là cái nòng để thông khí cho người bệnh và cái nòng này nó sẽ mở ra cái lỗ này nè bởi vì anh nói là gì cái lỗ này nó sẽ áp vào cái thành môn của người bệnh ha. và tương tự cái nguyên lý là gì mình vẫn phải bơm cái cốp ở đây lên thì cái mặt nạ ở đây nó sẽ căng lên để nó áp sát để nó giữ kín cái chỗ uh, hào hỏng Thì cái khí nó sẽ không bị xì ra ha. Thì tùy theo các cái đối tượng người bệnh là người lớn hoặc trẻ nhỏ. Thì mình sẽ có những cái uh, lựa chọn kích thước cho phù hợp. Và một cái dạng mặt nạ thanh quản khác người ta gọi là cái fast track. Thì các bạn thấy là gì? Về nguyên lý nó vẫn có các cái phần như là gì? Phần mặt nạ. Phần ống thông để gắn với cái uh, để thông khí ha thì cái phần mặt nạ này thì dĩ nhiên nó phải áp vào cái thanh môn anh không nói rồi nhưng mà so với cái pro siêu các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái đặc điểm khác biệt nào nó sẽ có một cái độ cong được uống sẵn ha cái pro siêu hồi nãy các bạn thấy là gì nó giống như là một cái ống nhựa mềm nó thẳng băng à nhưng mà khi mà các bạn tác động một cái lực các bạn uống thì nó sẽ theo cái lực uống của các bạn tuy nhiên với cái pro uh, fast track thì nó đã được uống sẵn ngay từ lúc mà sản xuất ra rồi thì các bạn sẽ thấy thông qua cái lỗ mở này nè cái người bác sĩ gây mê người ta sẽ lựa chọn một cái ống mà trong cái một cái bộ kit của nó luôn ha một bộ dụng cụ thì nó sẽ gồm một cái ống này và khi đặt cái ống này qua cái cán đèn này và qua cái cán cái thân của cái mặt nạ thanh quản á các bạn sẽ thấy cái ống này nó sẽ đi thẳng ra vị trí này. ha, hồi nãy mình nói là gì cái pro siêu với cái ống mà thông khí nó sẽ mở ra đây là đúng rồi ha. còn cái ống mà để hút dịch hoặc là đặt nội uh, ống mũi dài dày á, uh, đặt ống thông dài dày á, nó sẽ mở vào thực quản đúng không? còn về cái hình ảnh fast track các bạn sẽ thấy cái ống mà nó đặt vô đây mà nó đi ra cái lỗ này thì tác dụng của nó là gì? nó phải là thông khí chứ nó không phải để hút dịch dạ dày, dày hoặc là để đặt ống thông dạ dày, dày ha vậy thì cái đặc điểm của cái fast track ở đây là sao? khi các bạn đặt cái mặt nạ fast track này vào và các bạn thông khí được cho bệnh nhân thì khi đó cái người bác sĩ luồn cái ống nhựa thứ hai ha luồn qua đây thì người ta nhận thấy là cái ống này nó có khuynh hướng nó sẽ đi thẳng vào cái khí quản của người bệnh. Bởi vì cái chỗ này nó đã áp vô cái phần mặt nạ nè, các bạn hình dung nó đã áp vào cái thanh môn. Thì khi một cái ống mà đi từ đây ra, thì nó phải đi vào cái thanh môn của người bệnh đúng không? Thì đây là một trong những cái dụng cụ hỗ trợ đặt nội khí quản mù mù tức nghĩa là gì? Mình hoàn toàn mình không có đưa cái đèn soi vào, mình không có thấy được cái nắp thanh môn ở đâu hết, mình không thấy được dây thanh khe thanh âm ở đâu hết. Ha. Mà mình lợi dụng cái đặc tính là thông khí được qua mặt nạ và cái mặt nạ chỗ này nó áp vô thanh môn. Vậy thì mình luồn một cái ống nó đi ra chỗ này thì mình nghĩ là gì? Nó vô cái khí quản của người bệnh. Và dĩ nhiên khi đặt cái ống này vào các bạn phải kiểm tra ha, phải kiểm tra các bạn bơm cái cớp lên rồi sau đó các bạn thông khí qua cái ống mà lồng ngực bệnh nhân di động tốt chứng tỏ là gì cái ống nằm trong khí quản thì cái đó là cái mà ứng dụng của cái mặt nạ fast Track. và một cái uh, loại khác nữa cũng là mặt nạ thanh quản LMA là mặt nạ thanh quản ha các bạn sẽ thấy là gì nó có một cái độ cong được uống sẵn giống như Proseal đúng không nó được uống sẵn và nó cũng có hai nòng, một nòng là để thông khí và cái nòng nhỏ để hút. Ha, để đặt ở à, cái ấm à, thông dạ dày để hút các cái dịch tiêu hóa rồi. Thì gần như các bạn thấy là gì? đặc điểm cấu tạo nó sẽ giống nhau những cái phần chính và những cái phần còn lại đó sẽ là gì? nó cải biên giữa cái này cái kia ha để làm sao phù hợp với cái mục đích sử dụng. Thì cái này nó ưu thế hơn cái siêu ở chỗ là gì? đồ công uống sẵn giống như fast track nên các bạn đặt nó sẽ thuận lợi hơn và nó cải cải tiến hơn cái procedure uh, fast track ở chỗ là gì? Nó thiết kế hai cái ống thông một bên để thông khí, một bên để hút dịch. Thì nó lại là gì? Phối hợp giữa đặc điểm của prosil và đặc điểm của fast track. Rồi, một cái hình dụng cụ mà tương đối mới nó đưa vào sử dụng từ năm giới thiệu vào năm 2007 á thì đó là cái mặt nạ Angel nó cũng là một trong những cái gọi là mặt nạ thanh quản luôn bởi vì nó được cấu tạo ha, có phần mặt nạ nó cũng áp vào cái thanh môn của người bệnh do đó là gì nó được gọi là mặt nạ thanh quản tuy nhiên nó được thiết kế ra để sử dụng một lần mỗi người bệnh một lần ha, à, mỗi sử dụng người bệnh sử dụng một cái đặt xong rồi sau khi mổ xong rút thì cái mặt nạ này sẽ đem đi hủy thì ưu điểm rất dễ đặt rất dễ đặt so với những cái mặt nạ hồi nãy giờ mình giới thiệu tuy nhiên giá thành nó mắc nó mắc do đó trong các cái bệnh viện công các bạn sẽ thấy mình rất ít khi sử dụng nha bởi vì hạn chế về giá thành Tuy nhiên nếu mà các bạn đi lâm sàng cỡ 115 các bạn đi bên gia đình nếu các anh chị có những cái này để các bạn sử dụng hoặc là các anh chị sử dụng mà các bạn có cơ hội các bạn thấy ha, thì cái, cái đó là cái điều tốt thôi không có vấn đề gì hết ha. Còn nếu mà mình không có cơ hội quan sát trực tiếp thì các bạn có thể tìm những cái hình ảnh trên mạng nó đều có hết các bạn chỉ cần đánh cái từ khóa là iSell thì nó đều có đều có hết ha. Rồi cái đèn soi thanh quản thì không cần giới thiệu lại đúng không? Bữa trước mình coi rồi. Về cái đèn soi thanh quản uh, hiện đại tức nghĩa là gì? Đối với những cái cụ điển các bạn phải quan sát bằng mắt trực tiếp dòm vào cái vùng hào hồng của người bệnh. Còn đối với những cái dụng cụ mới bây giờ các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái thị kính hoặc là nó sẽ có cái video thì các bạn không cần phải áp sát cái mắt mà mình vào cái miệng của bệnh nhân để mình dòm nữa ha. Mà các bạn sẽ quan sát ở cái màn hình video ở đây hoặc là cái màn hình lớn ở đây. Tức nghĩa là nó giống như chuyện mà các bạn đi coi người ta một à, người ta làm nội soi tiêu hóa đó ha. Đưa một cái ống thông vô rồi sau đó là gì? Cái người làm á chỉ cần dòm trên màn hình thôi chứ đâu có dòm vô cái cái miệng bệnh nhân nữa ha. Thì cái này nguyên lý cũng tương tự là gì? các bạn đưa lưỡi đèn vào và các bạn chỉ cần dòm trên màn hình thôi là các bạn đã thấy được cấu trúc bên trong nó sẽ có ít ở đâu tình huống nào khi mà các bạn có cái cọp mắt lihan hồi nãy anh nói là độ 4 á các bạn đưa vô các bạn chỉ thấy được cái lưỡi không mà không thấy được gì hết thì người ta thử sử dụng cái này ha người ta đưa cái đèn soi vào và người ta dòm qua cái màn hình coi là gì có thấy được cấu trúc gì trọng hay không nếu sử dụng cái này mà các bạn thấy được cái cấu trúc thanh môn thì khi đó các bạn tự tin các bạn đặt nội khí quản qua cái dụng cụ này còn nếu mà các bạn sử dụng tới cái này mà còn không thấy được gì hết thì thôi lui ha mình rút lui bởi vì cái đó khó thực sự rồi thì nó sẽ có nhiều hình thái có thể là gì cmac hoặc là A track hoặc là cái uh, gliscop thì nguyên lý là gì đưa đèn soi vô rồi sau đó mình sẽ dòm qua một cái màn hình trung gian ha để mình thấy được cấu trúc ở trong hầu họng rồi đối với dụng cụ dưới thanh môn thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái hỗ trợ như là các cái ống thông đặt nội khí quản mình đã giới thiệu ở buổi trước rồi hoặc là cái ống buji cũng giới thiệu rồi ha ống trao đổi cũng giới thiệu rồi ngoài ra là gì nó sẽ còn có những cái dụng cụ khác như là gì cái lai quan hoặc là cái ống nồng quan học thì nó sẽ có đặc điểm nó giống như là một cái ống soi cứng một cái ống soi cứng ha thì cái người bác sĩ em mê người ta sẽ đưa cái ống soi này cái ống cứng này nè vào trong hào của người bệnh rồi thì đối với cái live one thì các bạn sẽ thấy ở trên đỉnh á nó sẽ có cái đèn nó có cái đèn đây thì khi mà mình bật cái đèn đó lên á mình sẽ nhìn quan sát qua đây nè mình sẽ thấy được cái ánh sáng của cái đèn đó a à, mình biết được vị trí của cái đèn nó đi tới đâu cái ống á đầu ống nó sẽ đi tới đâu còn đối với cái uh, scope ở bên đây, secondary scope các bạn sẽ thấy là gì mình có quyền mình luồn một cái ống nội khí quản vào cái phần Ờ, ống cứng ở đây, ha, thì nó sẽ đóng vai trò như là một cái dẫn đường. Bởi vì khi các bạn luồn cái ống cứng vào, mà các bạn quan sát, các bạn thấy được cái cấu trúc thanh môn, các bạn thấy được khe thanh âm, ha, thì khi đó các bạn trượt cái ống nội khí quản, thì vào cái thanh môn của bệnh nhân, à, khí quản của người bệnh, thì coi như là cái gì, các bạn đã đặt được nội khí quản. Thì cái cái ứng dụng của nó là như vậy. Rồi cái live wire này các bạn thấy là gì mình thấy được à cái đầu ống đang ở chỗ này bởi vì cái cái đèn nó hiển thị. Rồi một cái dụng cụ tiên tiến nhất bây giờ, hiện đại nhất bây giờ đó là ống soi mềm. Các bạn thấy các cái thành phần có tạo y như một cái ống soi tiêu hóa. nó chỉ khác là vì cái kích thước ống nó rất là nhỏ. Kích thước ống rất nhỏ để các bạn có thể l luồn cái ống nội khí quản vào chứ cỡ mà cái ống của đà bên nội soi tiêu hóa đó thì cái cái thước nội khí quản của mình nó không có vừa để các bạn luồn vô ha rồi thì cái này là một trong những cái tiêu chuẩn uh, vàng để các bạn xử trí tình huống là nội khí quản khó biết trước ngoài ra nó còn có những cái uh, dụng cụ tiếp cận trực tiếp qua cái Màn nhận giáp đúng không tình huống là gì không thông khí được các bạn mở màn nhận giáp thì mở xong rồi các bạn phải thông khí kiểu nào nếu các bạn có một cái bộ dụng cụ mở màn nhận giáp thì cái chuyện đó không có nói ha bởi vì nó sẽ có những cái dụng cụ phù hợp để các bạn gắn các bạn kết nối với cái ambu để các bạn bớt bóng cho người bệnh còn có những cái tình huống là gì mình đặt đặt xong rồi ha ờ, chọc một cây kim vào nhưng mà cái, cái kim đó cái chui kim á kích thước nó không có phù hợp để các bạn nối với một cái âm bu hoặc để các bạn nối với cái máy thở thì khi đó làm sao chúng ta thông khí được cho người bệnh thì nó có những cái bộ bộ dụng cụ chẳng hạn như là cái check stylet này thì các bạn sẽ thấy các bạn đâm cái kim này qua qua màn nhận giáp ha rồi sau đó các bạn gắn cái bộ dây này nè các bạn gắn với cái oxy tường Oxy tường đây là cái oxy mà có cái bình có cái bình ẩm á, rồi các bạn dặn cái oxy lên thì các bạn kết nối cái đầu này vào cái cây kim thì các bạn sẽ thông khí cung cấp được oxy cho bệnh cho người bệnh. Còn đối với cái ống bên tay trái của các bạn, các bạn sẽ thấy là gì? Với cái đầu này các bạn có thể gắn trực tiếp vào cái nguồn oxy ở tường đúng không? Nha. Còn cái ống bên phải này là các bạn gắn vào cái oxy bình hoặc là oxy tường nhưng mà mình đã có bình bình ẩm, bình nước ẩm á thì hai cái đầu nối này nó sẽ khác nhau và nếu mà các bạn gắn trực tiếp với oxy thường thì các bạn thấy là gì mình bắt buộc phải có một cái đồng hồ áp lực ở đây để các bạn điều chỉnh trong thôi nó hư hết cái phổi của người bệnh rồi bộ dụng cụ mở khí quản như các bạn thấy các bạn chọc cây kim chọc qua màn những giáp rồi thì anh không nói ha quan trọng là gì chọc qua rồi còn làm sao thông khí mình đâu thế nào mình lấy miệng mình thổi ha vậy thì nó phải có cái gì cái co nói để các bạn gắn vào với cái bộ lọc hoặc để các bạn gắn vào với cái âm bu để các bạn thông khí thì ở đây người ta có thể chế bằng cách người ta sử dụng cái bơm tim 3 cc ha người ta gắn vào cái kim ở đây rồi sau đó là gì chỗ xe window này nó bị dính tắt tại cái cái cò nối trắng trắng ở đây nè người ta có thể tháo nó ở trong cái ống nội khí quản á cái đầu ống á người ta có thể tháo cái con nối này rồi người ta gắn vào cái bơm tim 3 cc si 3 ba cc tại sao 3 cc bởi vì nó phù hợp với cái con nối nếu các bạn chọn cái bơm tim 5 cc cái này gắn vô nó bị bị lỏng nó không có khích rồi hoặc Ờ, cái đó là cái mà mình tự chế trên lâm sàng còn không thôi nó phải có một cái bộ dụng cụ mở màn nhận giác như vậy à, có đầy đủ các cái dụng cụ có gai luồng có gai dựng đường có cái à, ống thông à, thì khi đó các bạn đặt vào rồi các bạn bơm bóng lên các bạn sẽ thông khí à, gắn cái ambu qua chỗ này để các bạn bơm bóng cho người bệnh thì cái này là một cái bộ mà được sản xuất ra nhằm mục đích thông khí mở màn nhận giáp cấp cứu. Rồi, về kỹ thuật kiểm soát đường thở, hồi nãy mình giờ mình học là thăm khám nè, dụng cụ nè, còn kỹ thuật kiểm soát thì nó liên quan tới chuyện mà giống như mình đặt nội khí quản đó ha. Trước khi mình đặt nội khí quản mình phải thông khí cho người bệnh qua mặt nạ. Thì cái slide những cái slide này là bữa trước mình có giới thiệu thì các bạn cách mình up mask quá bóng như thế nào, ngửa đầu nâng cầm đúng kỹ thuật rồi có thể cầm một tay hoặc hai tay ha rồi đối với cái kỹ thuật đặt màn những à, mặt nạ thanh quản các bạn sẽ thấy hình ảnh từ trong textbook tuy nhiên là nó cũng không có dễ để các bạn hình dung cho lắm tuy nhiên các bạn sẽ thấy cái phần mặt nạ thanh quản hồi nãy giờ mình giới thiệu đó, có phần mặt nạ là phần này nè cái lỗ mở đó, đó nó sẽ hướng vào cái thanh môn nó sẽ áp sát vào cái thanh môn của người bệnh. Vậy thì các bạn hình dung được là khi mình bệnh nhân nằm ngửa trước mặt mình ha, cái thanh môn nó ở trên so với cái thực quản đúng không? Vậy thì khi các bạn đưa cái mặt nạ thanh quản vào thì cái mặt nạ cái cái mặt nạ đó nó phải mở cái phần mở của cái mặt nạ đó nó phải hướng lên hay hướng xuống cái phần mở ra này nó sẽ áp vào cái thanh môn của người bệnh đúng không rồi thì bắt buộc các bạn phải quay cái mặt cái lỗ mở này lên phía trên này. các bạn đẩy vô thì khi nó tới cái vị trí đó nó mới áp vào cái thanh môn còn cái phần còn lại là nó ở dưới là thực quản mà đúng không nếu các bạn chọn hướng ngược lại như vậy thì sao cái lỗ mở đó nó áp xuống dưới thì các bạn có thông khí được cho thanh môn của người bệnh không đâu được đâu đúng không yeah bây giờ anh mới nói là gì lưu ý cái lỗ mở của cái thanh môn à, của cái mặt nạ ha khi mình đặt thì cái lỗ mở đó nó phải hướng lên trên để mình luồn vào cái hầu họng của người bệnh thì khi đúng vị trí cái lỗ mở nó sẽ áp vào cái thanh môn của người bệnh dễ yeah, hình dung không rồi do đó là trên cái... hình các bạn sẽ thấy nó sẽ là như vậy ha các bạn thấy này cái độ cong hồi nãy các bạn hình dung cái này là cái mặt nạ thanh quản ha cái lỗ mở nó đang ở phía này do đó là gì khi mà cái người kỹ thuật viên hoặc là người bác sĩ gây người ta đặt người ta phải cho cái lỗ mở đó nó hướng lên phía trên của người bệnh đang nằm trên bàn ha đang nằm trên bàn do đó là gì cái quan hệ về vị trí là gì phía trên phía dưới ha lỗ mở phải hướng lên phía trên khi luồn vào các bạn sẽ thấy là gì cái lỗ mở này nó sẽ áp vào cái thanh môn rồi, rồi ờ, dựa vào cái hình này để nói tí xíu về cái mặt nạ thanh quản. Thì chỗ này là cái thanh môn của người bệnh nè. Thì khi các bạn đưa cái mặt nạ thanh quản vào thì cái lỗ mở nó phải áp vô đây, thì mới thông khí được, đúng không? Còn lỗ mở nó mà áp lên phía trên này hoặc là nó đi xuống cái thực quản thì các bạn đâu có thông khí được cho người bệnh nha do đó là gì cái mặt nạ đó nó phải áp vào thanh môn của người bệnh thì mới thông khí được rồi còn hình ảnh đưa đèn soi thanh quản thì cái này mình đã học trong bài đặt nội khí quản gây mê nội khí quản kỹ thuật sử dụng đặt nội khí quản với thị kính các bạn cũng đưa cái đèn soi vào ha và các bạn dòm trực tiếp hình ảnh qua cái màn hình. Thì các bạn sẽ thấy các cấu cấu trúc. Ha. Đèn đi tới đâu thì cái hình ảnh nó sẽ hiện ra tới đó. Và các bạn sẽ đánh giá thông qua cái màn hình này. Chứ các bạn không cần phải gán cái mắt mình trực tiếp vào trong cái miệng của người bệnh. Thấy nó hữu, hữu ích trong thời kỳ Covid không? Ha. Rồi thì kỹ thuật đặt nội khí quản qua ống soi mềm cái này các bạn chỉ cần biết mình có một cái khái niệm như thế bình thường trong phòng mổ là các bạn sẽ đặt khi mà bệnh nhân đã được khởi mê bệnh nhân đã được chích thuốc mê thuốc giãn cơ thuốc giảm đau ha khi đó bệnh nhân không có cựa quậy gì hết còn một cái khái niệm là đặt khi bệnh nhân tỉnh thường mình sẽ lựa chọn sử dụng ống soi mềm thì khi nào mình lựa chọn cái phương pháp này khi mình đánh giá đó là một trường hợp nội khí quản khó mà mình biết trước mình biết trước mình đi khám tiền mê mình đánh giá đầy đủ hết ha mình thấy có nhiều yếu tố gợi ý đó là nội khí quản khó vậy thì nó sẽ rơi vào tình huống là mình biết trước cả đó là ca khó thì khi đó nếu mà thực sự thì người ta sẽ lựa chọn cái phương pháp là gì đặt khi bệnh nhân tỉnh bởi vì sao nếu không đặt được thì bệnh nhân tỉnh bệnh nhân vẫn còn giữ cái nhịp từ thở thì không đặt được thì không thành vấn đề mình lui và nhân vẫn thở tốt đúng không rồi chỉ sợ tình huống là gì nội khí hoàn khó mà mình không biết trước mình chích đầy đủ mình chích đủ thứ thuốc vô rồi mà mình không thông khí được không đặt được thì khi đó anh hồi nãy giờ nói đó là một tình huống thảm họa Nga. rồi thì đối với quay trở lại là đối với tình huống mình biết trước người ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái giải pháp này thì để thực hiện được giải pháp này các bạn sẽ thấy mình nó có những cái yêu cầu về kỹ thuật Chẳng hạn như là các bạn phải thông tin cho người bệnh Bởi vì người bệnh nếu mà biết trước là mình sẽ làm cái gì cho họ Họ phải trải qua những cái bước gì bước gì thì người bệnh sẽ yên tâm hơn đúng không? Và các bạn thấy là gì bình thường nếu các bạn tỉnh mà các bạn chọt 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 vô hầu họng các bạn Cái phản ứng của các bạn dữ dội không? Dữ dội thì người bệnh còn tỉnh do đó là gì? Vẫn còn những phản ứng đó chứ Yeah. vậy thì mình phải mục đích mình phải làm sao để mình làm giảm hoặc là làm mất đi các cái phản xạ của vùng hầu họng trước khi mình đưa ống sôi mềm vào thì ở đây người ta sẽ có những cái kỹ thuật là người ta sẽ xịt tê nè xịt tê đường thở bằng cái thuốc tê mà dạng xịt á người ta sẽ đưa vào vùng hầu họng người ta xịt xịt từ từ ha xịt một ba bốn nhát rồi sau đó lui ra để bệnh nhân thuốc tê tác dụng bệnh nhân dần dần bệnh nhân thích nghi và sau đó là gì đưa cái ống soi mềm vào thử từ từ còn phản xạ bắt đầu lấy thuốc tê xịt tiếp nữa ha xịt tới khi nào mà mình ức chế được cái phản xạ ở chỗ này phản xạ thôi chứ bệnh nhân vẫn còn nhịp tự thở chứ không phải là ức chế luôn cái nhịp thở của người bệnh ha mình đang nói tới khái niệm là gì ức chế các cái phản xạ vùng hầu họng bằng cách là xịt thuốc tê vậy thì mục tiêu của cái vùng hầu họng này là gì nếu mà các bạn phong bế được hết ba cái dây thần kinh quan trọng là gì thiệt hầu thanh quản uh, thanh quản trên với lại thanh quản mặt ngược thì các bạn sẽ phong bế được phản xạ vùng này Nha. rồi thì cái đó là về lý thuyết cùng về thực hành như hồi nãy anh nói là gì người ta sẽ xịt từ từ xịt xong lùi lôi xong một lát sẽ tiếp xong lôi ha tới khi nào mà đưa cái ống vào mà bệnh nhân khấm công phản xạ mảnh liệt ở vùng này nữa thì khi đó là gì chứng tỏ thuốc tê đã phong bế được những dây thần kinh này rồi hình ảnh về giải phẫu liên quan tới ba cái dây thần kinh vùng hào họng mà mình phải phong bế và một cái kỹ thuật là gì mở màn nhận giáp uh, học trên mô hình nó sẽ khác mình học trên người bệnh mà người bệnh đây nói là người bệnh chứ thực tế nó là cái sát tươi nó khác với cái sát mà mình học về giải phẫu ở dưới uh, bộ môn giải phẫu của mình ha bởi vì nó là những cái sát mà các bạn thấy là gì nó đã lâu rồi nó đã khô ha. nó chỉ có điều là tại vì mình ngâm cái uh, cái hóa chất còn sát tươi tức nghĩa là gì bệnh nhân mới mất không bao lâu ha. và khi các bạn đặt qua những cái uh, thực hành trên những cái kỹ thuật trên những cái sát đó đó cái cảm giác mà kim qua màn nhận giáp nó giống như ở người ở trên người ở trên người sống ha cảm giác kim qua màn nhận giáp như thế nào thì khi các bạn đâm qua đây nó mới đúng cái cảm giác đó còn nếu mà các bạn học cho những cái xác kia các bạn đâm qua cái cảm giác nó sẽ khác hẳn ha bởi vì cái độ mềm mại của cái mô nó cũng khác rồi đúng không ha rồi thì uh, các bạn sẽ thấy là gì mình trên mô hình ở lộn trên hình trên slide thì ở bên đây là mình thực tập trên mô hình chuyên phục vụ cho cái chuyện là gì kỹ thuật mở mà màn nhận giác và ở bên phải của các bạn là gì trên cái xác tươi mà khi khi bạn thực hành về cái kỹ thuật này ha thì anh đảm bảo là cái cảm giác tay nó khác nếu mà mình có điều kiện mình học trên cái xác tươi như vậy thì chắc chắn bạn sẽ nhớ được cái cảm giác đó hmm. Rồi ờ, qua tới phần cuối cùng là gì? Giới thiệu cho các bạn về cái đường thở khó. Nãy giờ mình có nhắc tới đường thở khó, đường thở khó. Ha. Vậy thì nếu các bạn gặp một cái tình huống đường thở khó, thì mình phải có cái hướng xử trí như thế nào? Thì giới thiệu sơ qua thôi. Thì nó sẽ có những cái định nghĩa thế nào là đường thở khó. Thì cái đó là các bạn tham khảo trên slide nó chia ra là uh, thông khí qua mặt nạ nè, thông khí qua uh, các cái dụng cụ trên tham môn hoặc là gì so thanh quản hoặc là đặt thất bại đặt nội khí quản thất bại khi thông khí qua mặt nạ chẳng hạn ha thì nó có một loạt các cái định nghĩa rồi thì để chuẩn bị xử trí cho một cái tình huống đường thở khó ha? thì các bạn cần một cái phát đồ tức nghĩa là nếu các bạn đang đi thực hành lâm sàng ở tại bệnh viện A, bệnh viện B, bệnh viện C thì mọi cái khoa đó nếu mà có sự uh, kỹ thuật đằng nội khí quản thì thường người ta đều có một cái phát đồ ứng phó với đường thở khó cũng giống như là cái chuyện mà các bạn ứng phó với cái tình huống là gì sốc phản vệ nó phải có một cái lưu đồ xử trí ha à, chứ không thôi lâu thiệt lâu anh nói là tỷ lệ khó rất là thấp lâu thiệt lâu mới gặp một ca rồi khi đó là gì đó mình không có gì trọng hết á, quên hết rồi do đó là thường phải có một cái lưu đồ Sự trí, thì cái lưu đồ xử trí đó mình có thể mình dựa vào các cái uh, khuyến cáo của thế giới, khuyến cáo của bộ y tế, thì các bạn sẽ thấy là gì? Anh lướt nhanh qua chỗ này để các bạn coi, người ta đưa ra một cái lưu đồ xử trí cụ thể, ha, tức nghĩa là các bạn sẽ đánh giá khám đánh giá và các bạn đưa ra cái quyết định là mình cần phải làm gì làm gì tiếp theo chẳng hạn như các bạn nghi ngờ soi thanh quản khó hoặc là gì các bạn đặt nội khí quản qua cái uh, cái đèn soi trực tiếp hoặc là đèn soi có thị kính á ha. các bạn nghi ngờ nó khó thì các bạn phải đi cái hướng đường màu xanh ở đây là bước tiếp theo mình cũng phải làm cái gì rồi còn nếu mà các bạn ở bước này các bạn đánh giá là dễ nó không có khó thì mình cứ đi theo cái đường màu đỏ đúng không thì cái đó gọi là một cái lưu đồ để các bạn có thể dựa vào đó các bạn thực hành Nha. thì à, cuối cùng nó sẽ đi tới hai cái hướng ở đây là gì kiểm soát đường thở bệnh nhân tỉnh hoặc là kiểm soát đường thở dưới gây mê Nha. nếu mà đã ngay từ bước đầu các bạn thấy nó không có khó khăn gì hết rồi thì mình cứ chích thuốc khởi mê rồi mình đặt nội khí quản đúng không nó như một cái thực hành bình thường của mình còn trong tình huống các bạn ngay từ đầu các bạn thấy nó à có yếu tố gợi ý nó khi bạn khó thì mình bắt buộc mình phải đi từ từ từng bước ha bước thứ hai cần làm cái gì bước thứ ba nếu mà yes hoặc no thì cần cần phải làm cái gì thì cái đó là lưu đồ sự trí và cái này là cái của uh, gala của thế giới vậy thì khi áp vào việt nam của mình thì như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào điều kiện của từng bệnh viện. ví dụ theo cái bệnh viện là gì, à, theo cái phát đồ là gì, phải có ống soi mềm, mà cái ống soi mềm nó không có rẻ, ha. và cái bệnh viện của mình không có trang bị được cái ống soi mềm đó, vậy thì mình có áp dụng được cái phát đồ của thế giới hay không? Không được ha. vậy thì nó phải phụ thuộc vào các cái phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị hiện có tại khoa mà cái người bác sĩ tại cái chỗ đó đó bệnh viện đó người ta sẽ xây dựng một cái phát đồ phù hợp với cái bệnh viện của mình còn cái này là về lý thuyết các bạn học để các bạn tham khảo thì đối với cái đường thở khó bệnh nhân tỉnh kiểm soát như thế nào ha thì kỹ thuật kỹ thuật đặt khó ha à, đặt khi bệnh nhân tỉnh nè là vẫn phải sử dụng cái đèn soi mềm hồi nãy ống soi mềm hồi nãy đó rồi còn trong trường hợp là gì cái hướng còn lại là gì các bạn phải tiếp cận đường thở xâm lấn đúng không ngay từ đầu luôn tức nghĩa là gì thay vì là mình cứ thử thử là mình lựa chọn là gì thay khí quản mở tiếp cận qua đường mở khí quản ngay từ đầu cho người bệnh đó để gây mê để mổ ha còn không thôi là gì mình tránh cái đường bên này thì mình sẽ đi cái đường bên đây là gì mình thử vận may ha với cái kỹ thuật đặt bệnh nhân còn tỉnh nếu vô tình mình đặt được thì vẫn tiến hành cùng mổ còn nếu rơi vô cái hướng là gì làm không được ha, à, làm không được thì ok hoãn cùng mổ đó lại mình sẽ có một cái kế hoạch khác ừ. rồi còn trong trường hợp là gì thở mê quyết định là gì kiểm soát đường thở dưới gây mê tức nghĩa là gì mình khám mình đánh giá nó là không có yếu tố nào gợi ý khó hết ha thì mình chích thuốc mình bắt đầu chích thuốc nó sẽ có hai cái kết cục một cái là gì các bạn đặt dễ dàng thì khi đó không có gì để bàn cãi hết cái tình huống thứ hai là gì nó rơi vô cái tình huống là gì sau khi chích hết thuốc rồi mà các bạn không đặt được nội khí quản ha các bạn đưa cái đèn soi vô các bạn mới thấy được cái bất thường ở chậm thì khi đó nó rơi vào cái tình huống là nội khí quản khó không biết trước cái đó mới đáng sợ ha rồi vậy thì rơi vào tình huống đó các bạn phải ứng phó như thế nào thì cái phát đồ cái khuyến cáo người ta hướng dẫn cái cách mình tiếp cận các bạn phải gọi hỗ trợ ha các bạn phải gọi hỗ trợ cái kế hoạch b của các bạn là gì các bạn không đặt đường nội khí quản cái kế hoạch b của mình là thí dụ trong đầu anh kế hoạch b là gì lui cái đèn soi thanh quản đó ra đặt thử cái mặt nạ thanh quản vô coi thông khí được hay không nếu mà vẫn thông khí được mà vẫn đảm bảo phù hợp với cái cuộc mổ thì vẫn có thể mổ được nha vẫn có thể chích thuốc mê uh, chích thuốc dạng uh, gì gắn với hệ thống gây mê để duy trì mê để cho cuộc mổ tiến hành còn trong tình huống đằng, mặt nạ thanh quản vẫn không được luôn vậy thì sao khoảng mổ hay không ha là cái mà mình cân nhắc khoảng mổ lý do là gì không thông khí được cho người bệnh nội khí quản khó rồi sau đó mình sẽ có một cái kế hoạch hoàn chỉnh hơn đầy đủ hơn rồi bởi vì nó là tình huống không biết trước nên cũng không ai không ai trách gì hết ha. Quan trọng là cái nhận định vấn đề, cái thái độ xử trí của mình nó có phù hợp tại thời điểm đó hay không. Chứ mình không có cố gắng bằng mọi cách đặt cho bằng được nội khí quản. Trong khi là gì? Nó là gây hại nhiều cho người bệnh thì cái đó không có khuyến cáo ha. Và các bạn thấy là gì? Trên các cái uh, gala người ta hướng dẫn, ha, người ta cập nhật là gì? mọi cái vấn đề ở đây nè cố gắng ha, này nọ để đặt nội khí quản đó người ta yêu cầu là gì không được thử quá ba lần Nha. bởi vì mọi cái cố gắng của mình mỗi lần mà mình đưa đưa cái ống vào cái dụng cụ vào mình thọt vùng này nè thứ nhất nó kích thích thứ hai tăng tiết tổn thương chảy chảy máu này kia thì kể cả cái người mà uh, kinh nghiệm nhiều nhất sau khi mà các bạn cố gắng chọc bốn năm lần rồi thì cái người kinh nghiệm nhiều nhất người ta đưa cái đèn soi vào người ta không thấy được cái gì hết thì người ta cũng không có giúp gì được cho bạn hết ha do đó là gì họ mới nói ha, à, mọi cái cố gắng của mình không nên quá ba lần và trong cái giai đoạn đó các bạn phải thông khí tìm cách thông khí cho người bệnh chứ không có thả người bệnh không bởi vì sẽ thiếu oxy đó ha thiếu oxy não rồi đây là một cái uh, lưu đồ xử trí chung nãy giờ mình nói là những cái mà cắt nhỏ ra từ cái lưu đồ chung này ha thì cái này là một cái lưu đồ chung thì các bạn sẽ thấy là gì ngay từ đầu nhận định này, cái cây quyết định của mình ha vé soạt nô rồi sau đó các bạn đi tới lựa chọn là gì đặt tỉnh hoặc đặt dưới gây mê đặt dưới gây mê nó sẽ có những tình huống là gì biết trước không biết trước ha. rồi và các bạn lưu ý nó sẽ có những cái mục đỏ ở đây đó là những cái cập nhật mới của Gala năm 2022 so với những cái Gala trước đó thì tóm lại các bạn nhìn chung nó họ kết luận là gì tối ưu hóa thông khí cung cấp oxy cho người bệnh nè làm gì thì làm ha phải cung cấp oxy cho người bệnh rồi nếu rồi những cái bước tiếp theo là gì cái cái số lần mà mình cố gắng mình đặt á phải hạn chế cái đó ha hồi nãy người ta đưa ra là gì dưới 3 lần chứ đừng nên cố gắng chứng tỏ là mình đạt được bằng mọi giá bởi vì cái kết cục là gì cái hậu quả nặng nề nhất là người bệnh chịu đúng không rồi thì về cái bài thông khí uh, kiểm soát đường thở chủ yếu cung cấp cho các bạn ha mình cần phải nắm về cái tầm quan trọng của chuyện là tại sao phải đánh giá và kiểm soát đường thở đặc biệt là đường thở khó các bạn phải biết uh, khi mà khám uh, đánh giá dựa vào cái tiền sử thì mình cần quan tâm tới vấn đề gì thăm khám lâm sàng thì mình cần để ý những đặc điểm gì các cái test gì mình cần làm rồi sau đó là gì các bạn đưa ra các cái chỉ định liên quan tới hình ảnh học nó cũng góp phần cho các bạn đánh giá chẳng hạn như các bạn chụp x quang các bạn thấy là gì đấy là khí quản đúng không các bạn chụp ct các bạn đánh giá được cái đoạn hẹp nhất của cái đường thở Ha, thì cái đó là những cái mà nó uh, có giá trị gợi ý cho các bạn có giá trị giúp cho các bạn đưa ra các cái quyết định trên lâm sàng rồi về dụng cụ thì mình có chia ra là trên thanh môn dưới thanh môn thì những cái dụng cụ đó nó phục vụ nhằm mục đích gì thì mình coi coi lại cái slide rồi về cái, uh, cái phần mà đường thở khó chủ yếu là các bạn hình dung mình sẽ có rơi vào những cái tình huống bất khả kháng giống như vậy đó ha. nếu biết trước thì không có gì để bàn cãi hết quan trọng là gì cái vụ mà không biết trước mà các bạn lại không đặt được nội khí quản cho người bệnh thì nó là một thảm họa rồi thì để ứng phó cho tình huống đó thì các cái khoa lâm sàng người ta thường người ta sẽ xây dựng một cái lưu đồ xử trí đường thở khó ha và thậm chí người ta sẽ chuẩn bị cái xe mà dụng cụ đường thở khó chỉ cần ở phòng nào đó người ta báo động là can đặt nội khí quản khó thì cái người kỹ thuật viên người uh, phụ á người ta sẽ đi đẩy cái xe đó tới ha trong cái xe đó người ta sẽ có đầy đủ các cái dụng cụ phục vụ co cho cái chuyện là đường thở khó bởi vì nó là một cái tình huống rất hiếm gặp nhưng khi nó gặp rồi sẽ để lại một cái hậu quả rất nghiêm trọng thảm họa đối với người bệnh ha à. vậy thì cái bài kiểm soát đường thở khó nội dung sẽ gồm những cái nãy giờ mình trao đổi ngắm qua cho biết ha chưa chắc các bạn sẽ lựa chọn đi về gây mê hồi sức đúng không nhưng ít ra là mình có một cái khái niệm tại sao phải kiểm soát đường thở tại sao trong gây mê cái người bác sĩ gây mê thường phải đánh giá cái đó ha rồi được không Nếu đã lựa chọn đi về gây mê mà nếu muốn làm giỏi về cái chuyện kiểm soát đường thở thì các bạn chỉ có một cái hướng thôi đó là gì làm chỉ có làm các bạn mới có tay nghề rồi uh... kiểm soát đường thở là như vậy giới thiệu một cái phần thứ hai đó là gây tê tụy sống mình nói hai cái này xong mình nghĩ tí xíu rồi sau đó uh các bạn còn một cái bài về thuốc mê tĩnh mạch nó cũng khá dài tí ha cố gắng nói nhanh cái chuyện đó tại vì về cái bài thuốc á thì gần như kiến thức nó không có cái gì cập nhật mới không có cái gì thay đổi giống như là gai thì các bạn sẽ thấy là gì về kỹ thuật người ta còn có là các cái khuyến cáo này nọ ha còn về thuốc thì dược động dược lực gần như người ta nghiên cứu cái đó rất lâu rồi textbook cũng viết rất nhiều rồi nên nó cũng không thay đổi nhiều thì cái đó uh, một lát học về cái bài thuốc cố gắng giới thiệu nhanh cho các bạn các bạn có thể tham khảo thêm trong cái giáo trình đúng không bữa đầu tiên anh thắng có sẽ tán chủ nhiệm bộ môn có cung cấp cho mình cái giáo trình thì năm đúng không mình có thể tham khảo thêm trong cái bài đó ha rồi còn bây giờ nói về cái tê tụy sống nó ngắn hơn cái uh, kiểm soát đường thở nhiều nên anh cũng trình bày nhanh cho các bạn để các bạn nắm thì buổi trước mình học về cái uh, phương pháp vô cảm đối với gây mê của mình ha uh, có nhiều lựa chọn thì hai cái phổ biến nhất là các bạn thấy là gì gây mê nội khí quản là cái buổi trước mình học rồi còn gây tê tụy sống là cái hôm nay sẽ giới thiệu thì nó gây tê tụy sống ở đây là gì uh, các bạn thấy chưa xe tiếp nữa ha Rồi uh, hiện nay khi các bạn đi thật tập 2 tuần ở bệnh viện các bạn thấy đa số mình áp dụng phương pháp là gây mê nội khí quản. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có cái phương pháp vô cảm là gì gây tê tụy sóng. Tức nghĩa là người bệnh chỉ bị phong bế cảm giác và vận động từ cái vùng rốn trở xuống, vùng rốn xuống dưới chân ha. Còn phần trên bệnh nhân vẫn tự thở bệnh nhân vẫn có ý thức rồi vậy thì khi nào mình lựa chọn dạ, uh, phương pháp vô cảm đó thì đối với những cục mổ dưới rốn đối với những cục mổ ở uh, chi dưới ha, thì cái gây tê tùy sống nó sẽ phù hợp tuy nhiên để lựa chọn phương pháp vô cảm thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố yếu tố người bệnh ha tức nghĩa về bệnh nội khoa nè yếu tố cục mổ tức là cục mổ đó là cục mổ cái gì rồi yếu tố của phẫu thuật viên Phẫu thuật viên đó là phương pháp mổ như thế nào Rồi uh, yếu tố nữa là gì Trang thiết bị của bệnh viện Thí dụ uh, Muốn mổ nồi soi Nhưng mà bệnh viện không có dàn nồi soi chẳng hạn Thì cái đó là những cái thiếu giới hạn về trang thiết bị ha thì mình không thể nào mình ghi phương pháp mổ là phẫu thuật nội soi được đúng không? Khi đó phải mổ hở ha. Thì Đối với cục mổ hở nó sẽ phụ uh, nó sẽ quyết định coi là gây mê hoặc gây tê nó sẽ phụ thuộc vào vị trí mổ. Rồi, cái nữa là gì phụ thuộc vào thời gian của cục mổ đó dài hay ngắn. Bởi vì cái gây tê tôi sống này các bạn thấy là gì mình tiêm thuốc tê vào cái khoang dưới nhện vào trong dịch não tủy thì cái thời gian tác dụng của nó sẽ có giới hạn. Vậy thì đối với những cục mổ quá dài cỡ năm sáu tiếng cái này sẽ không phù hợp nha mặc dù là nó mổ từ rúng trở xuống nhưng mà thí dụ cuộc mổ quá dài thì sao hết tác dụng của thuốc vậy thì mà cuộc mổ chưa xong vậy thì mình có lựa chọn cái này hay không chắc câu trả lời là không ha rồi do đó là gì lựa chọn phương pháp vô cảm là một cái nghệ thuật và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố rồi còn một trong những cái phương pháp vô cảm mà phổ biến đó là gây tê tủy sống thì hôm nay mình sẽ học Trước khi mà các bạn muốn học về cái kỹ thuật gây tê tuổi sống. Các bạn bắt buộc phải nắm về giải phẫu. Các bạn phải biết là uh, cái tụy sống nó như thế nào. Và khi các bạn bơm thuốc vào ha. Các bạn đi kim thì cái kim nó vô tới cấu trúc nào. Ha, thì cái đó là cái mà bắt buộc các bạn phải ôm lại về giải phẫu cuộc sống. Thì cái này uh, slide có nên sẽ lướt qua nhanh. rồi uh, Trong gây tê tủy sống các bạn á cái kỹ thuật mà người bác sĩ cầm cái kim người ta đâm từ sau lưng ha đâm trọt sau lưng rồi gây mê là đâm chọt sau à, gây tê là đâm trọt sau lưng thì các bạn đi kim như vậy thì cái kim nó sẽ qua những cái cấu trúc gì đúng không thí dụ kêu các bạn đi các bạn thực hành hai tuần các bạn chỉ cần quan sát thôi các bạn quan sát thấy là các anh chị người ta sử dụng kỹ thuật gây tê tủy sống người ta cầm cái kim người ta đâm vào lưng của bệnh nhân thì trong đầu mình phải bật ra một cái câu hỏi là ồ vậy thì cái kim đó nó sẽ đi qua những cái cấu trúc gì và khi đâm như vậy làm sao mà cái người bác sĩ đó người ta biết khi nào phải dừng lại đúng không chúng ta cứ đâm hoài đó thì đó là cái mà cái cách học của mình tức nghĩa mình phải nhảy cái đó à, tại sao phải à, tại sao tới đó thì dừng mà tại sao không đi tiếp ha thì các bạn phải học về và các bạn phải nắm về cái giải phẫu là như vậy rồi thì về cái hệ thống dây chằng của cái cột sống các bạn sẽ thấy khi đâm kim á các bạn sẽ thấy là gì cái kim đi từ đây là mặt lưng nè, đây là mặt bụng của người bệnh ha. Khi các bạn đâm cái kim qua đây thì nó sẽ đi qua những cái cấu trúc nào ở đây. Màu vàng tủy sống. Còn cái màu xanh này là khoang dưới nhện ha, khoang dưới nhện tức nghĩa nó chứa gì nó tủy đó. Vậy thì cái các bạn đâm kim vào các bạn sẽ thấy là gì? Nó có da nè, mô dưới da đây ha và cái vùng nếu các bạn tiếp cận vào đường giữa cột sống thì nó có cơ đó không có ai gật đầu không vậy giữa cột sống lưng không có cơ ha à, rồi do đó là gì nếu các bạn đi đường giữa thì các bạn sẽ thấy cây kim qua da mô dưới da rồi giữa hai cái gai sóng cái này là hai gai sóng nè thì giữa hai gai sóng này nó sẽ có hệ thống dây chằng thì có có dây chằng nói hai cái gai sống ở đây người, người ta gọi là gì dây chằng liên gai liên gai là giữa hai cái gai sống ha còn đi sâu vô nữa ở đây người ta gọi cái tên gọi khác là dây chằng gian gai tức là giữa hai gai sống còn liên gai là nói hai cái gai sống với nhau ha và sau đó là gì đâm tiếp cái kim nữa thì nó sẽ đi qua dây chằng vàng, rồi sau đó nó sẽ đi vào khoang dưới nhện. ha, rồi cái đích của mình là gì? cái mũi kim nó phải nằm trong khoang dưới nhện. thì cái khi đó các bạn mới thấy dịch nã tủy chảy, chảy ra. còn nếu mà các bạn đâm chưa tới, thì dĩ nhiên không có cái gì chảy ra hết. thì cái đó là một cái kỹ thuật các bạn làm, các bạn cảm nhận thì các bạn mới biết là, à cái mũi kim bây giờ nó đã đi tới đâu rồi, nó qua dây chằng bạn hay chưa? thì cái đó là cảm giác của cái người đi kim. Ha. còn về lý thuyết là nếu dịch não tủy đã chảy ra thì chắc chắn cái kim đó nó đã đi qua những cái cấu trúc này từ ngoài vào trong da môi dưới da dây chằng liên gai, dây chằng gian gai, ha. Ờ, dây chằng liên gai còn gọi là cái dây chằng trên gai, dây chằng trên gai ha, rồi dây chằng nha anh bị lộn cái tên nói lại da mô dưới da dây chằng trên gai tức nghĩa là hai cái mỏm gai ha hai cái mỏm gai trên và dưới này nè nó sẽ có cái dây chằng nối hai đó rồi sau đó đi vô nữa là gì dây chằng liên gai là giữa hai cái gai sóng rồi nói vậy cho dễ hình dung ha Hồi nãy là nói sai cái tên dây chằng trên gai dây chằng liên gai rồi sau đó tới dây chằng vàng rồi sau đó là vô tới khoang dưới nhện rồi về tủy sống các cái màng có ba lớp màng từ ngoài vào trong liên à, nó nối trực tiếp lên tới cái não á. thì trên não cũng có mấy màng cũng ba màng giống vậy ha rồi Tức nghĩa là khi dịch não tủy đã chảy ra rồi thì chứng tỏ mũi kim nằm trong khoang dưới nhện thì nó đã vô tới đâu rồi nó đã đi qua cái đâu nó vô tới đâu vì nó tủy có trong khoang nào khoang dưới nhện đi, à, đi từ tuổi sống đi lên tới trên não luôn ha ờ ừ, chứ không phải là ở dưới là ở khoang dưới nhện còn trên này là khác ha nó nói trực tiếp do đó là gì phải qua khoang dưới nhện thầy mới có uh, dịch não tụy chạy ra do đó là gì cái tên gọi gây tê tụy sống nó còn có một cái tên khác là gây tê khoan dưới nhện là như vậy rồi uh, về giải phẫu của cái tụy sống các bạn sẽ thấy đối với người lớn nó sẽ tận cùng á, nó sẽ kết thúc ở đâu thì về lý thuyết nó ở ngang mức khoảng L1 đối với trẻ em thì nó sẽ ngang mức L3. Thì còn cái túi màng cứng thường kéo dài cho tới S2. Ha. Vậy thì cái vị trí mà lựa chọn để các bạn đâm kim về lâm sàng thường lựa chọn mức L4-5. Nếu các bạn lựa chọn mức L4-5 thì ở đó nó có dính dáng gì tới cái tụy sống nữa hay không? Mà nó chỉ là gì? một cái túi màng cứng đúng không chứa dịch não tủy ở trong đó đó là lý do mà người ta chỉ lựa chọn cây tê tủy sống từ mức L34 trở xuống chứ không có đi ngược lên ha bởi vì đi ngược lên các bạn đâm kim nguy cơ là gì chạm vô tủy sống ha còn đi từ cái mức đó trở xuống thì nó chỉ là cấu trúc túi màng cứng chứa chùm đuôi ngựa và dịch não tủy vậy thì cái nguy cơ các bạn làm tổn thương tủy sống nó sẽ thấp rồi bởi vậy phải học giải phẫu cuộc sống tủy sống là như vậy nếu các bạn muốn làm cái kỹ thuật này rồi về thần kinh tủy sống tương tự mình cũng phải học bởi vì cái cơ chế tác dụng của mình ở đây là gì các bạn bơm thuốc tê vào thì thuốc tê nó phải phong bế nó tác dụng nó phải phong bế thì nó mới đưa đến cái hậu quả là gì cảm giác và mất cái vận động thì khi đó mới phục vụ được cho cái cục mổ ha. do đó là mình vẫn phải học về cái uh, cấu trúc về thần kinh tủy sống là như vậy mạch máu nuôi tương tự vẫn phải học các bạn sẽ thấy ha, ở tụy sống mình có gì động mạch tụy sống trước hai động mạch tụy sống sau rồi khi các bạn uh, đi kim Ngoài cái vấn đề là gì Dịch nó tụy chạy ra Sẽ có những tình huống là gì Các bạn chạm mạch máu Chạm mạch máu ha Mà về nguyên tắc thuốc tê Sử dụng trong gây tê tụy sống Các bạn không được bơm vào mạch máu Bởi vì nó thuốc tê ở đây Nó có độc tính trên thần kinh trung ương Và độc tính trên tim Nên mình không bơm trực tiếp vào mạch máu Nhưng mà mình có thể bơm vào khoang dưới nhện nếu các bạn đi kim mà các bạn thấy chạm mạch có máu chảy ra thay vì vịt à, thay vì là dịch não tủy ha, thì các bạn có được phép bơm thuốc tê ngay tại thời điểm đó hay không không được nha mình phải kiểm tra lại mình phải lui kim mình phải đi là một cái khoan khác để làm sao dịch não tủy chảy ra trong điều giọt mình mới được quyền bơm thuốc tê chứ không phải là ra máu mà mình bơm thuốc tê ha rồi thì khi mà học về cái hệ thống cung cấp máu của cái tụy sống ở đây nó có ý nghĩa đặc biệt đối với những tình huống mà các bạn gây tê ngoài màng cứng các bạn vẫn đi kim ha vẫn có kỹ thuật đi kim giống như gây tê tụy sống tuy nhiên cái điểm đến của các bạn ở đây là gì thay vì khoan dưới nhện thì cái điểm đến của cái mũi kim nó là khoan ngoài màng cứng rồi bởi vì cái khoan đó nó chưa qua khỏi màng cứng nên là gì nó chưa đâm thủng màng cứng nó chưa có dịch nội tụy chảy ra đúng không nếu các bạn đi kỹ thuật đó mà có dịch nội tụy chảy ra là các bạn đang rất vô cái uh, biến chứng là gì làm thủng màng cứng rồi nhưng ở đây mình không học về cái kỹ thuật đó mình chỉ nói sơ qua là gì khi các bạn sử dụng kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng các bạn có thể đi lên cái mức trên l34 thậm chí có những cuộc mổ lúc trước mổ đoạn ngực người ta vẫn chích gây tê ngoài màng cứng để giảm đau Nha. Rồi, thì khi các bạn thực hiện kỹ thuật đó ở cái đoạn mà trên cao, nó có nguy cơ là gì? Đụng vô các cái mạch máu này nè, động mạch, tụy sống, mà các bạn biết rồi, tụy sống được nuôi bởi mấy cái này. Vì lý do nào đó các bạn làm tổn thương các cái mạch máu, à, các cái động mạch nuôi, thì cái phần tụy sống ở đoạn đó nó sẽ bị thiếu máu nuôi. Nha, bị thiếu máu nuôi và hậu quả của nó là gì? liệt cảm giác liệt vận động mà cái đoạn tủy đó quy định ha. rồi mà bởi vì ở cái động mạch tủy sống này nó có một cái động mạch lớn ở vùng ngực là cái động mạch Adam chưa biết đây là cái động mạch lớn ha của tủy sống nè nó chỉ ở một bên và đặc biệt là bên trái và nó có tác dụng uh, nó cấp máu cho 2 phần 3 trước thấp của tủy sống thì trong cái uh, cây tủy sống của mình nếu các bạn làm tổn thương cái mạch máu cái mạch máu này trong cái quá trình mà mình làm kỹ thuật á thì hậu quả của nó là gì các bạn thấy ha, nó nuôi 2 phần ba trước thấp của tủy sống thế nó nuôi một cái vùng rất là rộng khi các bạn làm tổn thương mà nó thiếu máu nuôi vùng này là từ chỗ này trở xuống liệt ừ. và lâm sàng đã từng xảy ra đã từng xảy ra do đó kỹ thuật gây tê ngoài bằng cứng hiện nay vẫn có giá trị giảm đau vẫn có giá trị là giảm đau cho người bệnh đúng tuy nhiên hiện tại người ta cố gắng người ta lui ra ngoài thần kinh ngoại biên cái này là các bạn đang tiếp cận với thần kinh trung ương nha gây tê tủy sống gây tê ngoài bằng cứng là hai cái kỹ thuật mà các bạn nguy cơ tổn thương thần kinh trung ương rất cao đúng không do đó để giảm đau thì hiện nay thay vì là gì người ta làm giảm đau ngoài màng cứng thì thế giới người ta cố gắng người ta chạy ra ngoài biên chạy ra ngoài biên người ta cố gắng tê những cái nhánh thần kinh mà gần sát bên ngoài mà chi phối cho cái vùng quan tâm thì khi đó là gì mình né được các cái biến chứng trung ương ha, cùng lắm mà là mình chỉ bị cái biến chứng ngoài biên thôi còn đối với cái kỹ thuật gây tê ngoài bằng cứng hiện tại như nãy giờ anh nói lỡ xui xui mình làm tổn thương cái cái động mạch này thì coi như là gì từ đó trở xuống liệt về cảm giác liệt về vận động mà không hồi phục thì khi đó mình rất khó giải thích cho người bệnh ha thì cái ý nghĩa mà mình học về lý thuyết giải phẫu về đặc điểm giải phẫu để ứng dụng trên lâm sàng là như vậy rồi một cái móc để các bạn cần quan tâm khi mà các bạn gây tê tủy sống là tức nghĩa hồi nãy mình nói là gì mình chỉ lựa chọn cái mốc L45 L34 vậy thì mình dựa vô đâu để mình xác định cái đó Nha. thì mình sẽ dựa vào cái mốc giải phẫu ở trên da bề mặt da đối với L45 thì khi các bạn xác định hai cái màu chậu các bạn kéo ngang qua ha bệnh nhân có thể ở tư thế ngồi hoặc là tư thế nằm nghiêng các bạn xác định cái màu chậu các bạn kéo vuông góc với cột sống lưng thì cái vị trí mà nó cắt cột sống lưng đó người ta ước chừng đó là khoảng L L4 rồi thì ngoài cái mốc đó ra trên cơ thể của mình còn có những cái mốc giải phẫu bề mặt khác chẳng hạn như là gì ngay cái rúng thì nó cỡ T10 cái này thì chỉ có nhớ thôi chứ không có gì đặc biệt hết ha hoặc là gì góc dưới xương bả vai thì nó phải ngang T7 ha các bạn xác định cái này nó có ý nghĩa uh, như hồi nãy anh nói là gì xác định móc để gây tê tùy sống xác định móc để gây tê ngoài bằng cứng uhm. ví dụ mổ dạ dày người ta muốn gây tê ngoài bằng cứng hoặc là mổ bằng quang người ta muốn gây tê ngoài bằng cứng cỡ t 10 để giảm đau sợ mổ thì giờ người ta nói t 10 mình biết xác định ở đâu đúng không Nha, mình đâu có thể nào mà mình chiếu cái hình ra rồi mình nói ở đây đây t 10 vậy thì khi đó mình sẽ xác định bằng cách là gì? Những cái mốc mà mình đã biết chẳng hạn như L4 hoặc là mình xác định hai cái bờ dưới xương bả vai này nè, đó là T7 thì khi đó bạn xác định được T7 đúng không? Bạn đi tầng đốt 1 đi xuống T7, T8, T9, T10 thì bạn xác định được T10. Thì cái đó là cách mình ứng dụng nha, Đó là lý do mà mình phải nắm cái móc giải phẫu bề mặt là như vậy. Rồi về cơ chế tác dụng như hồi nãy nói các bạn bơm thuốc tê vào khoang dưới nhện thì thuốc tê nè ở trong dình não tủy nó sẽ phong bế dưỡng truyền thần kinh thì uh, tùy thuộc vào kích thước sợi thần kinh tùy thuộc vào loại sợi thần kinh có myelin, không myelin thì nó sẽ có cái uh, tác dụng khác nhau sớm hoặc là muộn ha thì đối với các thần kinh thuộc rễ sâu thì nó sẽ Uh, thuốc tác dụng vào đây á nó sẽ phong bế cảm giác bản thể và tạng còn đối với các thần kinh thuộc đĩa trước mà thuốc tác động thì nó sẽ phong bế vận uh, ly, vận động ly tâm nè dòng thần kinh tự động nè vậy thì nếu các bạn tiêm vô rồi người ta hỏi làm sao biết cái dây thần kinh ở, uh, thuốc tê đã tác dụng thì bạn bắt buộc bạn phải đánh giá về cảm giác về vận động của người bệnh nha hồi nãy bạn nói là gì T10 là ngang rốn Thì bây giờ bạn test cảm giác vùng ngang rốn Đúng không? Bạn test cái cảm giác vùng ngang rốn Thì bạn có thể kết luận được là gì? Thuốc T đã phong bế lên tới đó chưa? Ha. Hoặc là bạn test cái cảm giác uh, nhiệt nè Cảm giác đau nè Cảm giác vận động Thì bạn mới biết là gì thuốc T đã phong bế tới đâu rồi Thí dụ bạn nói là bạn gây tê thần kinh ngoại biên Bạn muốn phong bế thần kinh trụ chẳng hạn Vậy thì cái cảm giác Để đánh giá cảm giác của dây thần kinh trụ Bạn phải nắm được là gì Nó chi phối cảm giác vùng nào của cái tay Của bàn tay đúng không Rồi rồi với cái vận động của thần kinh trụ Thì nó là gì Nó quy định cái vận động nào Của cái bàn tay của mình Thì nếu các bạn test Các bạn thấy mất cái vận động đó Bệnh nhân không làm được vận động đó Hoặc là gì Test cảm giác của cái vùng mà chi phối của thần kinh trụ mà bệnh nhân bị mất cảm giác thì khi đó các bạn mới mạnh dạng các bạn kết luận là gì thuốc tê đã phong bế thần kinh trụ ha thì cái ứng dụng là như vậy đó còn trong cái tê sống thì đa số mình sẽ đánh giá uh, về cái vận động chắc chắn là gì từ rúng trở xuống Mà nhân không cử động được cái chân không nhấc chân lên được thì chứng tỏ chứng tỏ là gì phong bế được vận động chưa rồi mà cái điều quan trọng nữa là gì về cảm giác nó phong bế được chưa bởi vì khi mổ mình yêu cầu là phải phong bế cảm giác chứ không phải là phong bế vận động là chính thì khi phong bế cảm giác bạn muốn đánh giá thì các bạn phải đánh giá như nãy giờ nói đó đau nhiệt đau nhiệt nhiệt thì có thể là nóng lạnh rồi ờ, còn đau thì các bạn có thể theo kiểu là gì chăm chích nhưng hiện tại thì nếu mà các bạn test theo kiểu chăm chích thì hơi bị ác đối với người bệnh và đó người ta sẽ lấy những cái kim hoặc là những cái gì đầu nhọn người ta sẽ chích thử người bệnh ha từ cái vị trí là gì bình thường các bạn chích và sau đó vào tới cái vị trí mà bất thường thì bạn mới biết được bệnh nhân mới cảm nhận được là sự thay đổi nó như thế nào thì bệnh nhân mình mới kết luận được à nó đang ngăn ngăn mức nào thì nó bắt đầu thay đổi về cảm giác thì bạn mới kết luận ha còn bây giờ hiện tại người ta sẽ test về các cảm giác là nhiệt bằng cách là gì các bạn trong phòng mổ các bạn có những cái gòn mà người ta xịt cồn vô á thì nó sẽ lạnh đúng không thì sẽ test ở cái vùng da bình thường của người bệnh trước cho người bệnh cảm nhận à cái này là cái gòn khi mà các bạn quẹt vô đây nè bệnh nhân có cảm giác mát đúng không do cồn rồi sau đó các bạn sẽ đi từ từ xuống cái vùng bất thường ha và bệnh nhân không cảm nhận không cảm nhận được cái cảm giác mát đó nữa thì rõ ràng là gì à, ngay tại cái mức đó nó đã bị phong bế thì đó là cái cách mà mình đánh giá trên lâm sàng Rồi. Ờ, khi mà bạn tiến hành gây tê tủy sống dưới tác dụng của thuốc tê thì ngoài cái cảm giác vận động nó sẽ còn phong bế luôn cả cái thần kinh giao cảm ha. Mà cái giao cảm ở đây nó quan trọng bởi vì nó sẽ đưa đến cái tình huống là tụt huyết áp. Lý do phong bế giao cảm ha, các cái mạch máu nó sẽ giãn ra. Rồi, thể tích lòng mạch khi đó là gì? Nó sẽ bị giảm tương đối nó sẽ đưa đến là chuyện giảm tiền tải giảm uh, cung lượng tim, giảm uh, gây ra tụt khí áp là cái chuyện mình có thể lý giải được ha. bởi vậy nếu gây tê tùy sống mà tụt huyết áp thì các bạn phải biết cách trả lời cái vấn đề đó là tại sao nó bị tụt thì vì lý do là như vậy phong bế giao cảm như vậy nè bệnh nhân thiếu thể tích nè uh, tương đối nè có thể do nhịn ăn uống trước mổ đúng không có thể do giãn mạch của tác dụng thuốc tê do phong bế thần kinh giao cảm thì khi đó huyết áp tuột mọi người đều hiểu đúng không rồi và khi đó nó sẽ có những cái tác động trên hệ cơ quan như là hệ tim mạch mình có nói ha ờ, uh, chương lực tiểu động mạch tĩnh mạch nè giảm khắc lưng mạch máu ngoại vi giảm hồi lưu tụt huyết áp lý do là do cái sợi giao cảm bị ức chế và mình sẽ quan tâm là gì đối với một bệnh nhân bình thường khi các bạn phong bế gây tê tùy sống xong tụt huyết áp thì cái đáp ứng của người bệnh như thế nào cái nhịp tim nó phải tăng lên à. còn trong tình huống là gì sau gây tê tùy sống với một cái liều thuốc khá khá bệnh nhân tụt huyết áp lúc đầu là cái cảm giác cái, cái, cái tim á tần số nó nhanh nhưng mà sau đó nó cũng giảm chậm giảm từ 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 và nó chậm thì nó là một cái điều báo động bởi vì các bạn thấy nếu thuốc tê nó hòa vào dịch nội tủy mà nó lên cao quá nó sẽ gây phong bế cả giao cảm tim thì khi đó cái tim nó còn đập nhanh nổi hay không không nổi ha mà mình hiểu vấn đề ở đây là gì về sinh lý nếu tụt khí áp thì cái tim nó phải làm mọi giá để nó tăng cái tần số lên để nó kéo lại ha kéo cái cung lượng tim lại mà bây giờ bạn lại triệt luôn cái đường lui của nó tức nghĩa bạn không cho nó đập nhanh nữa à, bằng cách là vô tình mình phong bế quá cao nữa thì khi đó là gì trụy tim mạch luôn rồi về hô hấp ừ, nó sẽ có tác dụng là ức chế cơ hô hấp phụ cái cái cơ liên sườn và cơ hô hấp phụ ha thì bệnh nhân thường sẽ than là gì hơi khó thở tuy nhiên đối với những tình huống đó các bạn chỉ cần cho bệnh nhân thở oxy mũi và còn là ba lớp phút Ha, là đã có thể giúp bệnh nhân chịu đựng được rồi chỉ khi nào mà các bạn phong bế quá cao lên tới cái mức là tuổi cổ C2, C3, C4 này ha thì nó vô tình nó sẽ phong bế luôn cả cái vận động của cái thần kinh hoành mà các bạn biết rồi cơ hoành nó tham gia vô hô hấp nhiều hay ít nhiều mà các bạn phong bế luôn nó thì bệnh nhân thở nổi không không nổi rồi. Ha. Bởi vậy, nếu gây tê xong mà bệnh nhân than khó thở, thì mình biết chuyện gì xảy ra đúng không? Đó là lý do mình phải học lý thuyết gây mê là à, gây tê là như vậy đó. Mình phải biết chuyện gì đang xảy ra để mình xử trí. Rồi. Còn nếu bệnh nhân mà đó là một bệnh nhân mà có siêu hấp, thông khí phụ thuộc cơ hấp phụ, thì đối với một bệnh nhân khỏe mạnh có thể là gì? không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng nếu đó là một bệnh nhân mà có vấn đề về hô hấp ngay từ đầu rồi, các bạn gây tê tủy sống mà các bạn gây tê không có khéo, các bạn sử dụng một cái liều quá cao, các bạn phong bế luôn cả cái hô hấp của người bệnh thần kinh hoành luôn hoặc là phong bế nhiều cái thần kinh uh, hô hấp phụ thì từ một cái tình huống là gì? Vốn dĩ cái phổi không được tốt, hô hấp không được tốt thì bây giờ nó càng tệ hơn ha? Thì khi đó các bạn thấy bệnh nhân sẽ khó thở nhiều hơn người bình thường thì cái đó là mình giải à, mình lý giải được và mình phải có cái kế hoạch cho người bệnh đó ha để có hướng xử trí đúng rồi trên hệ tiêu hóa cũng vậy sẽ có những cái vấn đề trên nhu động ruột rồi tăng tiết tiêu hóa buồn nôn nôn ói ha lượng uh, do lượng máu đến gan giảm nè uh, bệnh nhân có thể bị bí tiểu giảm mạch máu giãn mạch da thì đối với những bệnh nhân gây tê tụy sống có những người khi các bạn khám các bạn hỏi bệnh nhân lúc trước đã từng mổ đã từng gây tê tê sống rồi và đợt này bệnh nhân yêu cầu là không gây tê nữa được hay không muốn gây mê hỏi kỹ ra mới biết là gì đợt trước gây tê xong rồi bệnh nhân sau mổ bệnh nhân bị bí tiểu bệnh nhân sợ hãi quá nha yeah. nhưng cái bí tiểu đó là cái mà đã được thống kê và nó là cái liên quan tới cái gọi là tai biến thì nó cũng không đúng mà là nó là cái tác dụng phụ không mong muốn tuy nhiên nó sẽ tự hồi phục mình không cần can thiệp gì hết ha, mình chỉ can thiệp khi nào khi người bệnh có cầu bằng quang bệnh nhân chưa có tiểu được thì mình phải can thiệp lúc đó còn bình thường là gì mấy tiếng sau từ từ ha cái tác dụng của thuốc hết rồi cái tác dụng của gây tê nó hết rồi thì cái chuyện bí tiểu này nó từ từ nó sẽ tự hồi phục rồi một cái vấn đề khi mà nhắc tới buồn nôn nôn ói ở đây là các bạn cần phải lưu ý là gì không phải gây tê tủy sống gây ra buồn nôn nôn ói do tác dụng trên hệ tiêu hóa mà cái này là cái hậu quả của cái tuột huyết áp liên quan tới cái phong bế thần kinh giao cảm ha phải phân biệt cái này nếu mình chích thuốc tê xong gây tê tủy sống xong mà bệnh nhân tham buồn nôn nôn thái độ xử trí đúng của mình là gì đo là cái huyết áp coi lúc đó nó như thế nào nó có phải đang tuột hay không nếu nó tuột mình phải tìm cách mình nâng cái huyết áp đó lên chứ không phải là thái độ đi tìm cái thuốc chống nôn mà mình chích cho người bệnh à, hai cái thái độ sự trí nó khác nhau nếu các bạn đi tìm thuốc chống nôn chích cho người bệnh cái cảm giác buồn nôn nôn đó có hết không theo các bạn không hết không hết đâu không hết đâu tại vì cơ chế ở đây buồn nôn nôn là do tụt huyết áp do thiếu máu lên não các bạn chích thuốc chống nôn vô nó cải nó có cải thiện cái chuyện huyết áp của người bệnh không không hề do đó là vì cái triệu chứng vẫn còn bởi vậy em mới nói là phải nhận định tình huống là như vậy nếu nó không phải là một trường hợp gây tê tụy sống bệnh nhân tham buồn nôn nôn bạn cho thuốc dạng, à, chống nôn vô có thể nó có có tác dụng còn nếu sau khi gây tê tụy sống bệnh nhân tham buồn nôn nôn, nôn ha, thì cái thái độ của mình là phải đi coi cái huyết áp này nè nếu tụ huyết áp các bạn cho chạy dịch, à, tại mình biết là phong bế giao cảm giảm mạch đúng không? giảm thể tích tương đối trong lòng mạch, các bạn xả dịch vô để làm đầy cái thể tích lòng mạch, các bạn sử dụng cái thuốc co mạch máu lại, à, thì từ lúc đầu là gì giảm tương đối, bây giờ nó trở trở nên là gì đủ thể tích, thì cái huyết áp nó sẽ đi lên và bệnh nhân có máu lên não, thì cái triệu chứng buồn nôn nôn này nó sẽ cải thiện rồi, bởi vậy chị phải trị đúng cái nguyên nhân. Rồi, vì đây là một cái kỹ thuật, do đó là các bạn cần phải quan tâm tới cái chỉ định và chống chỉ định. Cái này nó pháp lý ha. Nếu đó là một trường hợp chống chỉ định tuyệt đối mà các bạn đè bệnh nhân ra mà các bạn gây tê tủy sống, các bạn đè bệnh nhân ra để các bạn thực hiện cái thủ thuật, cũng tương tự cái chuyện là gì? Các bạn sử dụng một cái thuốc cho người bệnh, nếu người bệnh có chống chỉ định với cái thuốc đó mà các bạn đưa vào người bệnh thì cái hậu quả là gì các bạn sẽ bị kiện ừ. vậy thì đối với cái kỹ thuật đặc biệt là cái tê tuy sống đó là một cái kỹ thuật như nãy nó nó xâm lấn thần kinh trung ương do đó các bạn tuyệt đối phải tuân thủ cái này trong chỉ định ở đây chia ra tuyệt đối và tương đối thì nếu nó rơi vô cái tình huống tuyệt đối thì bằng mọi giá Nha, cho tiền các bạn cũng không không đè bệnh nhân ra các bạn làm nha không có đền kịp cái này rồi vậy thì cái nào là chống chỉ định tuyệt đối bệnh nhân hàng đầu là gì bệnh nhân từ chối giống như hồi nãy mình à, anh đưa ra ví dụ là gì đợt trước bệnh nhân gây tê tụy sống xong bệnh nhân bị bí tiểu đợt này bệnh nhân đi mổ vì uh, abc gì đó mình lựa chọn phương pháp vô cảm là gây tê tụy sống mà bệnh nhân uh, có yêu cầu là gì không gây tê bệnh nhân muốn yêu cầu là gây mê thì nhiệm vụ của các bạn là gì? Giải thích lợi ích và nguy cơ của hai cái phương pháp vô cảm này, ha và cái quyết định cuối cùng vẫn là của người bệnh. Nếu mà sau khi nghe mình giải thích đầy đủ rồi mà người bệnh vẫn nhất quyết là gì? Không đồng ý gây tê, thì nó là tình huống này ha, bệnh nhân từ chối. thì khi đó các bạn không được gây tê tuổi sống cho người bệnh, mà các bạn phải chuyển qua phương pháp vô cảm khác. Dĩ nhiên trên hồ sơ các bạn đã thể hiện là gì? Mình đã giải thích đầy đủ hết cho người bệnh và người bệnh từ chối. Rồi, cái chống chỉ định tuyệt đối thứ hai là gì? Nhiễm trùng vị trí đi kim. Nha. nó vốn dĩ là một cái nhiễm trùng ngoài da. Nhưng mà tại vì nó ngay cái vị trí đi kim của mình. Mà các bạn đâm cái kim, các bạn đưa cái vi khuẩn từ ngoài vào trong. Mà ở đây là gì? Nó vô tới thần kinh trung ương. Rồi, nhiễm trùng thần kinh trung ương thì khi đó là mình không có đền kịp nên không có đè ra để mình gây tê từ sống cái thứ ba là gì nhiễm trùng huyết nhiễm trùng huyết ha nếu nó có biểu hiện là gì Tụt huyết áp vô sốc trong tình huống là sốc nhiễm trùng á thì các bạn có đè ra để bắt các bạn gây tê tử sống hay không mặc dù là gì cái vị trí tim không có nhiễm trùng gì hết ha Vậy thì lý do các bạn thuyết phục là gì? Tại sao tôi không gây tê tùy sống cả đó? Lý do thuyết phục của các bạn là cái gì mới được? Nếu bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng huyết, diễn tiến vô sóc nhiễm trùng. Chưa vô sóc ha, mới tình trạng, tình, tình, tình trạng này là gì? nhiễm khuẩn huyết, diễn tiến tại sao mình không lựa chọn gây tê tủy sống quay trở lại cái cơ chế bệnh sinh của nhiễm khủng huyết diễn tiến vô sống nhiễm khuẩn ha chuyện gì xảy ra khi mà có nhiễm khủng huyết ừ. giãn mạch đúng không? Khi mà nó diễn tiến vô sốc nhiễm khuẩn thì cái cái mà hậu quả của nó là gì? Giãn mạch tụt huyết áp. Ha. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố góp phần ở đây mà các bạn biết là gây tê tùy sống nãy giờ mình cứ nhắc lại hoài là gì nó sẽ phong bế giao cảm nó sẽ gây giãn mạch nó sẽ gây tụt huyết áp rồi bây giờ người ta đang có cái cái sinh lý bệnh người ta đang diễn tiến theo cái hướng đó bây giờ các bạn ở đằng sau các bạn đạp người ta thêm một phát nữa vậy cái chuyện giãn mạch đó nó sẽ rất là nhiều tổ khuyết áp sẽ rất là sâu và các bạn rất khó kéo cái huyết áp đó lên Ha, cho dù các bạn sử dụng thuốc này thuốc kia các bạn đổ dịch ào ào vô nhưng rất khó để kéo lên trong tình huống đó vậy thì mình biết trước cái vấn đề như vậy mình có đâm đầu vô mình dạy tê không không ha rồi nên lựa chọn phương pháp khác rồi bệnh đông cầm máu tương tự các bạn đi kim vào như vậy ờ, khả năng chạm mạch có nếu bệnh nhân bị rối loạn đông máu các bạn chạm mạch thì cái máu nó có đông lại không nó sẽ chảy nó sẽ chảy và nó giống như cái tình huống là gì chấn thương sọ so não tụ máu ngoài màng cứng á nó sẽ chèn ép vô cái cái não ha nó sẽ đẩy là đường giữa ở trên đây là đẩy là đường giữa đúng không còn ở dưới tủy sống thì sao nó có đường giữa để nó đẩy không không mà là nó sẽ chèn ép vào cái tủy sống nó sẽ gây thiếu máu nuôi chỗ đó để thì hậu quả chèn ép tủy Nha, để lâu không hồi phục liệt. rồi đó là lý do mà mình không có gây tê khi bệnh nhân có rối loạn đông máu rồi một cái vấn đề thứ ba à, cuối cùng là gì? Tăng áp lực nội sọ. Cái này thì khi các bạn đi học về học phần nhiễm, à, chọc dò dịch não tủy cũng có nằm trong cái chống chỉ định đúng không? Thọt vô một cái thì sao? Tuột não. Tử vong ha. Rồi, còn đối với cái cột ở bên phải, các bạn thấy đó là chống chỉ định tương đối. Chẳng hạn như là gì? Đau lưng mãn tính, bệnh nhân thang là gì? Có bệnh lý cột sống lưng, bị thao lưng mãn tính, nó có chống chỉ định không tức nghĩa là bạn gây tê tự sống ở ca đó bạn có bị bệnh nhân kiện ngược lại không có trong tình huống bạn không giải thích kỹ cho người bệnh trước khi bạn làm kỹ thuật Nghe. còn đối với anh thí dụ anh khám anh người bệnh người bệnh khai có cái vấn đề này đau lưng mạng tính rồi thì nhưng mà khi người bệnh đi mổ Cái phương pháp vô cảm ưu tiên hàng đầu là Gây tê tụy sống Đối với cuộc mổ đó ha Thì anh sẽ giải thích người bệnh rõ ràng là gì Cái chuyện lợi ích của cái gây tê tụy sống So với cái gây mê Và cái gây tê tụy sống này Nó có ảnh hưởng gì trên cái cuộc sống lưng của người bệnh à, Để người bệnh nắm rõ vấn đề Đúng không? Thì khi đó là gì? Người bệnh sẽ không có thắc mắc và khi mình tiến hành gây tê không có vấn đề gì xảy ra hết còn nếu bạn im im mà không giải thích một miếng nào hết sau mổ bệnh nhân cảm thấy cái chỗ đâm kim á tại vì mình đâm cây kim qua da mà mà không phải chỉ đâm một lần có những ca khó phải đâm rất nhiều lỗ rất nhiều lần ha bệnh nhân than đau lưng nhiều hơn rồi sau đó bệnh nhân đi kiện đi kiện mà trong lý thuyết nó lại nằm trong cái phần chấm chỉ định tương đối vậy thì các bạn lại phải đi hầu đúng không nên nó sẽ rất mệt tuy nhiên nếu các bạn giải thích kỹ cho người bệnh và người bệnh đồng ý cho các bạn gây tê tùy sống thì nó lại là một cái chuyện khác ha đôi, đôi bên chịu vẻ không có ai kiện ai hết rồi do đó là gì nó nằm trong cái nhóm tương đối là như vậy rồi ờ, đi nãy giờ là gì các cái vấn đề liên quan giải phẫu liên quan đặc điểm liên quan chống chỉ định này nọ ha rồi khi mà uh, phần tiếp theo là mình đi vô đúng cái gây tê tủy sống thì các bạn sẽ thấy là gì nó được định nghĩa ha dưới màng cứng khoang dưới nhện cũng là nó luôn một phương pháp gây tê trục thần kinh trung ương có nghĩa là gì nó xâm lấn đó thực hiện bằng cách đưa một lượng thuốc tê thích hợp vào khoang dưới nhện ha phải có dịch não tụy chảy ra các bạn mới bơm thuốc vô rồi thì về kỹ thuật các bạn sẽ thấy mình sẽ phải sử dụng một cái kim thông qua cái kim này các bạn mới bơm thuốc vô được ha thì nó sẽ có rất nhiều loại đầu kim thì tùy vào cái uh, bệnh viện trang bị cái gì thì mình sử dụng cái đó thì hiện tại mình sử dụng nhiều nhất là cái kim wing ở đây đầu vắt nhọn Bên cạnh cái này các bạn sẽ thấy còn nhiều cái loại kim khác Có kim đầu bút chì à, Với cái một cái lỗ mở để các bạn bơm vô thì thuốc sẽ đi ra ở đây Chứ không phải đi ra vào ở cái mũi kim Rồi, thì tùy cái mục đích người ta thiết kế thôi Thì hiện tại của mình sử dụng cái kim hình A là nhiều nhất về cái tư thế các bạn có thể tiến hành gây tê tùy sống ở tư thế ngồi hoặc là tư thế nằm nghiêng ngồi thì ngồi giống như trên hình ha hai cái vai này nè thả lỏng buông lỏng xuống và phải có một cái người đứng dịnh ở phía trước chứ không thôi là gì khi các bạn làm bệnh nhân bị té ha nhiều khi bệnh nhân gục ra phía trước không có cái gì đỡ hết rồi và dĩ nhiên là gì phải có cái cái ghế để kê hai chân bệnh nhân có cái chỗ để chân chứ không thể nào mà thòng hai chân xuống dưới bàn mổ được ha rồi còn đối với tư thế nằm nghiêng bên các bạn sẽ thấy là gì? Mình sẽ kê cái tư thế này uh, nằm nghiêng, vuông góc với mặt bàn mổ. Chứ không phải là nằm nghiêng nhưng mà hơi ngã ra trước hoặc là ngã ra phía sau. Nó không đúng. Nó phải là gì? Vuông góc. Chứ nó không phải là ngã ra trước hoặc là ngã ra sau ha. Nó sẽ lệch cái trục và các bạn không có uh, đi cái kim đúng cái hướng được. Rồi. Và khi các bạn kê nghiêng bên này các bạn phải yêu cầu người bệnh là gì? Hai cái cái gói á, cái đầu gói á, phải ôm sát vào trong trong bụng rồi sau đó là gì cái đầu sẽ cúi dòm xuống cái cái rúng ha rồi có một cái người phụ sẽ đứng giữ cái tư thế cho người bệnh thì khi đó các bạn sẽ xác định móc và các bạn đi kim còn cái cách cách mà mình xác định móc là gì l bốn năm l ba bốn á thì dựa vào cái đường nối hai màu chậu hồi nãy mình có nói đúng không ha à, móc giải phẫu bề mặt da rồi khi các bạn đi kim nó cũng có hai hướng luôn một là các bạn tiếp cận vào đường giữa như hồi nãy giờ anh nói là gì cái kim không có đi qua cái lớp cơ nào hết á đúng không Còn nếu các bạn uh, có những trường hợp là gì lớn tuổi cái cái khe giữa khi các bạn tiếp cận đường giữa này các cái khe nó bị dính nó bị uh, sâu hóa các bạn đi đường giữa khó khăn các bạn không tiếp cận được thì người ta có một cái hướng tiếp cận khác là đi từ đường bên đi vào ha, à, thì khi đó khoảng cách từ da cho tới khoang dưới nhện nó sẽ dài hơn là các bạn đi đường vuông góc và nếu các bạn đi đường bên thì nó sẽ đi qua cái lớp cơ đúng không và nếu các bạn đi đường bên thì các bạn dễ bị chạm mặt máu hơn so với đường giữa bởi vì hồi nãy các bạn thấy cái hình đó ha à, phía trước một động mạch phía phía sau hai đồng hai hai cái đồng mạch rồi nhưng mà mình hay chạm chạm tĩnh mạch chứ không phải chạm đồng mạch thì nó cũng đi dọc hai bên đó và các bạn rất dễ chạm mạch mọi cái đều có cái ưu khuyết điểm khác nhau tùy vào cái người bác sĩ gây mê người ta nhận định và người ta quyết định tiếp cận đường giữa hoặc là đường bên rồi uh, các lớp từ ngoài vào trong nãy có nói rồi ha dây chàng trên gai dây chàng liên gai dây chàng vàng ha đúng cái tên ở đây nè từ ngoài vào trong về theo dõi là cái mà các bạn phải quan phải quan tâm và lưu ý bởi vì nãy giờ mình có nhắc tới cái tình huống là gì gây tê xong phong bế giao cảm tụt huyết áp về phía tim mạch ha tụt huyết áp nếu phong bế cao quá nó sẽ gây chậm nhịp tim còn về hô hấp ở okay, chế cơ hóa phụ à, bệnh nhân khó thở nhẹ ha đối với người bình thường đối với cái người có vấn đề hô hấp thì sẽ khó thở nhiều hơn rồi thì khi đó do đó là các bạn bắt buộc phải theo dõi và đối với gây tê tuổi sống sau khi chết xong lực mình nhân nằm ngửa lại thì các bạn phải theo dõi mạch huyết áp hô hấp mỗi 30 đến 60 giây theo dõi rất là sát nha bởi vì nó tuột rất nhanh và trong vòng 15 phút đầu tiên còn sau 15 phút thì cái tỷ lệ đó nó thấp hơn các bạn có thể giãn cái đó ra chứ không cần theo dõi sát giống như là lúc đầu tuy nhiên là gì mình vẫn phải để trong đầu là gì gây tê tùy sống phong bế giao cảm nha ức ừ chế giao cảm nên vẫn có những cái tình huống nó xảy ra nhưng nó có thể trẻ hơn tí xíu nhưng mà vẫn có thể xảy ra nha chứ không phải là xong 15 phút đầu thấy huyết áp không tuột là nguyên cùng mổ nó không tuột nó có thể tuột chậm rồi về biến chứng cái mà các bạn phải xử trí ngay tại thời điểm đó không được để chậm trễ đó là cái tụt huyết áp cơ chế thì nãy giờ mình có nhắc rồi ha và cái cách xử trí của mình là gì biểu hiện ở đây là buồn nôn nôn tim nhanh cái tim nhanh á là các bạn sẽ thấy nó đáp ứng rất là sớm các bạn chỉ cần nghe cái tiếng monitor cái tim nó nhanh nhanh lên là các bạn biết chắc chắn là ca đó có tụt huyết áp chứ không phải đợi tới lúc mà các bạn đo con số huyết áp các bạn thấy con số đó tuột các bạn mới xử trí thì khi đó nó quá trễ Nha? cái biểu hiện tim nhanh này là cái biểu hiện mà các bạn sẽ thấy rất là sớm thậm chí có những tình huống là gì mới gây tê xâm lực bệnh nhân nằm ngửa lại bệnh nhân than chóng mặt buồn nôn chứ không cần thấy cái nhịp tim nhanh nữa ha biểu hiện về tri giác cũng rất sớm luôn có những trường hợp lực lại bệnh nhân đơ ra không có trả lời cái gì hết á à. rồi khi đó các bạn thấy monitor bắt đầu nó báo động sau khi chích thuốc vô nâng được huyết áp lên bệnh nhân mới bắt đầu có lại ý thức nói chuyện với bệnh nhân bệnh nhân mới trả lời một câu là gì hồi nãy mệt quá không có nói được gì hết là các bạn biết là nó nhanh tới cỡ nào đặc biệt là ở sản khoa nữa à. rồi thì trước tình huống đó các bạn cần phải xử trí cái chuyện gì Oxy đã tụ huyết áp rồi thì làm ơn phải cho người ta oxy nữa nha. Chứ giờ các bạn biết rồi đó uh, huyết áp với cái hầm cầu nó có chức năng sinh lý là cái gì rồi ha. đã tụ huyết áp thì ít ra là phải cố gắng cung cấp được oxy cho người bệnh rồi và cơ chế của tụ huyết áp trong tình huống gây tê tụy sống như mình đã phân tích giãn mạch. À, do ức chế giao cảm vậy thì các bạn phải làm sao đó để các bạn bù một cái thể tích vô trong lòng mạch để các bạn nâng nó lên bằng cách các bạn phải cho dịch tinh thể chạy nhanh rồi sau đó song song với cái chuyện đó các bạn phải làm mọi giá để cho cái lòng mạch đó thay vì nó giãn như vậy nè các bạn phải làm sao để cho nó co lại tí thì thay vì nó giảm thể tích tương đối thì bây giờ nó nhờ nó co lại mà cái thể tích lòng mạch nó sẽ đầy lên đúng không thì các bạn phải cho thuốc co mạch thì cái thuốc mình thường sử dụng ở đây là gì efrin à. hoặc là các bạn có thể sử dụng phenylephrine là một trong hai cái thuốc đầu tay các bạn sử dụng chứ không phải là catecholamine như là noradrenaline hay là adrenaline là không phù hợp ha đối với tình huống gây tê từ sớm tụt khác áp sự trí đầu tay vẫn là bù dịch vẫn là efrin hoặc phenylephrine rồi đối với tình huống nhịp chậm như hồi nãy nói, coi chừng phong bế quá cao ức chế giao cạnh tim. Rồi nếu nó chậm quá tụt huyết áp các bạn phải xử trí để nâng cái nhịp tim nó lên để nó bù trừ lại thì mới kéo được huyết áp lên. Còn có những tình huống tụt quá sâu các bạn phải sử dụng tới, uh, adrenaline. À, có những tình huống mà mình phải sử dụng tới cái đó thì để các bạn biết là gì nó không phải đơn giản bởi vì tác dụng của thuốc tê các bạn biết nó tác dụng kéo dài ít nhất là hai tiếng đồng hồ nên đã tuột đã ức chế giao cảm thì nó không thể nào mà nó hồi phục trong vòng một hai phút được ha nha do đó là gì có những tình huống tuột quá sâu bắt buộc phải sử dụng tới AR là như vậy rồi khó thở thì chủ yếu chỉ cần cho thở oxy là có thể qua được. Còn nếu có thể phong bế uh, do mình lỡ tay mình tiêm thuốc hơi nhiều, phong bế quá cao ức chế luôn thần kinh hoành, thì khi đó các bạn phải thông khí hỗ trợ ngay lập tức cho người bệnh. bằng cách là gì? Up mask, bóp bóng hoặc là cho đặt nội khí quản luôn. Bởi vì mình đã phong bế thần kinh hoành thì hô hấp gần như là bị ức chế. Rồi ngoài ra nó sẽ còn có những cái tai biến chứng khác chẳng hạn như tổn hại liên quan thần kinh do mình đâm kim do mình vô tình đưa các cái vi khuẩn từ ngoài vào ha thì những cái này tùy tình huống mà mình sẽ xử trí và đặc biệt lưu ý cái vấn đề là gì chèn ép phổi bởi vì nó có mốc thời gian vàng để xử trí sau cái mốc đó các bạn uh, có làm gì làm thì nó là tổn thương không hồi phục bởi vậy không được lơ là à, đặc biệt là mổ xong rồi đưa ra ngoài để theo dõi ờ, một ca bình thường đáng lẽ là gì sau 2 tiếng thuốc hết tác dụng bệnh nhân bắt đầu cử động được được cái chân à, nhưng mà ca đó làm sao mà mình theo dõi hoài mà bệnh nhân không cử động được bệnh nhân vẫn than là không cử động được tê chân thì mình phải đặt dấu chấm hỏi ngay tại thời điểm đó liền ha và phải có thái độ xử trí tích cực tại thời điểm đó liền đi tìm nguyên nhân tại sao mà không cử động được ha và có thể là phải đi chụp MRI luôn để coi là có vấn đề chèn ép tủy hay không nếu có phải can thiệp cấp cứu và như vậy rồi ngoài ra những cái vấn đề lặt vặt khác như là bí tiểu rồi đau đầu sau ghi tê này nọ ha thì cái đó là những cái mà có khả năng tự hồi phục, mình chỉ cần theo dõi tại giường. Rồi về uh, kỹ thuật gây tê tươi sống, nhắc lại cái tầm quan trọng của mình phải nắm được cái giải phẫu đặc điểm sinh lý cuộc sống, nha. bởi vì nó uh, ảnh hưởng tới cái nó giải thích, nó giải thích cho các cái uh, vấn đề phát sinh sau khi mà các bạn gây tê tủy sống nè, đúng không? nó liên quan tới cái chuyện kỹ thuật các bạn lựa chọn móc như thế nào nó đều dựa vào cái đặc điểm dây phẫu để nó đưa ra cái quyết định hết ha bởi vậy nó là cái mà các bạn phải học cái thứ hai nữa là gì kỹ nó là một cái kỹ thuật xâm lấn thần kinh trung ương chỉ định trong chỉ định là cái tuyệt đối phải nắm ha tránh vi phạm chống chỉ định tuyệt đối rồi thì đó là cái bài liên quan gây tê từ sống Tại sao? À. cái sao. Các bài tốn mê tấm mặt á, một